Kênh ký ức chiến tranh trân trọng giới thiệu cuốn hồi ký Có một thời như thế của tác giả cựu chiến binh Võ Minh Sau đây mời các bạn cùng nghe Chương một Lời của tác giả Tôi, một thành viên trong hội cựu chiến binh của Trung đoàn 271 miền Đông Nam Bộ Anh Hùng Cách đây 36 năm Nếu tính chính xác là từ ngày 9 tháng 11 năm 1971 Gần 3.000 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn chúng tôi Chủ yếu từ các miền quê Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình và một số nữa là ở các tỉnh khác, rời miền Bắc Hậu Phương, hành quân quốc bộ vượt dãy núi Trường Sơn Hùng Vĩ để bổ sung lực lượng chiến đấu cho chiến trường miền Đông Nam Bộ. Suốt cả một chặng đường dài hành quân với bao vất vả, khó khăn, gian khổ, lội suối, trèo đèo, vượt qua những con dốc cao dựng đứng, tập kích, phục kích, chống càn, chốt chặn, công đồn địch đều từng nếm trải. Bao miền đất lạ chúng tôi đã qua, có rất nhiều đồng đội thân yêu nằm lại đó chiến tranh quá khắc nghiệt, nó đã ngốn đi không biết bao nhiêu con người và sức lực của chúng ta. Chúng tôi muốn quên đi, muốn chua nó chặt sâu vào dĩ vãng. Mới ngày nào đó, cả trung đoàn 271 cùng hành quân vào chiến trường. Quân đi nườm nượp chen kín mặt đường Trường Sơn. Nhìn về phía trước, phía sau vẫn không thể nào thấy được người đi đầu hay đi cuối đoàn quân. Quân số lúc đó gần 3.000 người. Thế mà giờ đây, ngồi điểm lại, không biết có còn được 300 người nữa không. Dẫu biết rằng, sau gần bốn chục năm có rất nhiều người do vết thương tái phát hay di chứng của những cơn sốt rét giữa rừng trường sơn hoặc một lý do nào đấy đã đưa họ về thế giới bên kia vĩnh hằng để về cùng với tổ tiên về với những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại ở nơi chiến trường xa mà chưa hề được hưởng một giây phút của ngày toàn thắng hòa bình thống nhất đất nước nhưng vẫn còn đó những người bố người mẹ và những thân nhân của những người đã hy sinh cả cuộc đời còn lại vẫn khắc khoải trông chờ những đứa con rất ruột đẻ ra nuôi khôn lớn đã ra đi mãi mãi không về ngay với tôi có hai người bạn thân thiết là trần ngọc nam và trần văn hồng cùng học một lớp thời phổ thông cùng nhập ngũ một ngày cùng một đơn vị đi vào chiến trường vừa mới tham gia chiến trận được một thời gian ngắn hai anh đã nằm lại trên mảnh đất chiến trường không còn cơ hội để trở về gặp lại bố mẹ và những người thân nữa không thực hiện được lời hứa của mình và lời nguyện ước mong đợi của người cha người mẹ trong lần gặp cuối cùng kể từ ngày chia tay các anh trước lúc lên đường ra tuyến lửa. Các con ra đi, chân cứng, đá mềm, hãy nhớ trở về với bố mẹ, bố mẹ ở nhà sẽ đợi chờ con. Thế mà, các anh đã ra đi mãi mãi, để cho bố mẹ già tuổi đã ngoài 8, 90, còn mang trên mình những căn bệnh hiểm nghèo, vẫn nén chịu bao đau đớn, gồng mình khắc khoải được sống, mong ngóng chờ đợi đứa con của mình trở về. Như bố anh Hồng lúc chuẩn bị về với tổ tiên, ông đã cố gắng gượng một chút sức lực còn lại, gọi vợ và các con đến, chỉ để trăng chối một nguyện ước cuối cùng. Tổ tiên, ông bà đã đến gọi về, bố không còn có điều kiện chờ thêm được nữa. Bà nó và các con cố mà tìm thằng Hồng về nhé. Về đi anh, về cho mẹ yên lòng. Giờ đây, trong ba đứa chỉ còn lại một mình tôi được may mắn trở về sau cuộc chiến. Tuy còn phải mang theo mình bảy mảnh đạn đang nằm trong đầu và một số nữa nằm giải rác trong người. Mới ngày nào đấy, Đồng đội của tôi còn ngồi chật cả một toa tàu chở hàng, từ ga Cầu rát vào Vinh, trên con đường đi vào mặt trận. Giờ đây, khi kiểm lại chả còn được nhiều người nữa, nếu như bây giờ chúng tôi tập hợp để lại ngồi vào trong toa tàu ngày ấy, sẽ lọt thỏm vào không gian minh mùng đó. Đơn vị do tôi trực tiếp chỉ huy thời đó có 26 người, chủ yếu thuộc vùng quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, số còn lại ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên. Cuối tháng 2 năm 1974, tôi bị thương phải xa anh em ra miền Bắc điều trị, mấy năm gần đây, mới có điều kiện đi về các địa phương và nhờ các cựu chiến binh nơi đó tìm lại các anh. Vậy mà, đặc biệt, có 11 người trong cùng một xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An. Đó là các bạn Định, Phong, Trúc, Nghiêm, Trung, Thanh, Thái, Nhung, Cam, Luyện. Thiện cùng với chúng tôi ở trong toa tàu ra trận ngày nào. Sau cuộc chiến chỉ còn có hai anh được trở về, mà thực ra bây giờ chỉ còn có một người còn lại là cựu chiến binh hoàng văn trung đã để lại ở chiến trường năm nào một cánh tay cuộc sống đời thường của anh quá nhiều khó khăn giờ lại càng thêm vất vả nhưng không khuất phục và đầu hàng đói nghèo tự mình cố gắng vượt lên để giành chiến thắng ngay từ những ngày đầu mới ra quân đã xác định cho mình phải cầm bút ôn thi vào đại học rồi kết quả đến không phụ sự cố gắng chịu khó kiên trì đó khi trong tay có hai tờ giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Vinh. Chọn vào học ở trường Vinh để được gần gia đình còn giúp đỡ bố mẹ giải yếu. Hiện giờ anh đang là hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở xã Nghi Yên. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhung, tuy bị thương còn mảnh đạn ở trên đầu, thế nhưng vẫn thi vào được đại học, rồi sau đó đã trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Anh có nguyện ước là đem kiến thức của mình để trở về giúp quê nhà đang còn quá nghèo khó. Nhưng nguyện ước ấy giữa chừng đành giang dở khi vết thương sọ não trên đầu tái phát, để rồi khuất nẻo theo về với anh em đồng đội đang nằm lại ở những vùng quê xa. Còn lại 9 người nữa đã không được may mắn trở về với bố mẹ, gia đình, mà đành phải nằm lại trên mảnh đất chiến trường xưa. Hải cốt của các anh và cả hai bạn Hồng và Nam, tôi và thân nhân, đồng đội hội cựu chiến binh trung đoàn 271 lâu nay vẫn cố gắng kiếm tìm, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Phải chăng, đời người ai rồi cũng trở về cát bụi, trở về với hư vô nhưng cũng có người được trở về, được gặp cha già mẹ yếu và người thân đấy. Xong, cả cuộc đời còn lại chẳng có gì gọi là may mắn cả. Nếu như không nói, còn phải gánh chịu một hậu quả đau khổ đến tột cùng, vượt qua ranh giới phải chịu đựng của con người. Không thể không nhắc đến hoàn cảnh của anh Vũ Văn Mô, quê ở xã Cát Bi, Quế Võ, Bắc Ninh, đã mang trong mình một thứ chất độc được gọi là da cam từ thời còn ở chiến trường để lại hậu quả, di chứng cho gia đình. Họ phải sống suốt đời trong hoàn cảnh đau khổ, thương tâm. Cả ba con của anh chị sinh ra đều sống thì ngơ ngẩn, muốn chết cũng chẳng được. Đứa con trai đầu đi học mãi mà không lên được một lớp, suốt ngày lầm lì, không thốt nổi một lời, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về nơi xa xăm vô vọng. Còn cháu thứ hai cũng chẳng có gì hơn anh nó, cũng suốt ngày ngây ngô đập phá mọi thứ và những lúc cơn động kinh bất ngờ ập đến. Khi đến tuổi trưởng thành, anh chị đã cưới vợ cho cháu với mong muốn rằng May ra khi vợ nó sinh con, những đứa trẻ đó may mắn được ông trời thương tình sẽ buông thà, để chúng nó có được cuộc sống bình thường như triệu, triệu người rất bình thường đang sống ở trên đời này, chứ không ngây ngây, dại dại như những đứa con đang còn hiện hữu. Một mong muốn giản đơn và rất chính đáng. Thế mà, tất cả đều đi vào ngõ cụt, khi đứa con thứ hai vừa mới cưới vợ được mấy tháng. Chuyện chỉ xảy ra có một lần, đó là lúc cháu lên cơn động kinh đã không thể nào kiểm soát được bản thân để rồi kết liễu đời mình bằng một đoạn dây thừng oan nghiệt. Còn cô con gái út tuy đã lớn tuổi, nhưng người vẫn gầy nhom, hai tay co quắp, run run, giật giật. Lúc nào cũng ngây ngô, ngơ ngẩn, nước dãi rớt xuống đầy ngực, suốt ngày chỉ ngửa mặt lên trời cao để cười một mình. Cháu vô chi đến cái tên của mình là gì cũng không biết. Cái cùng cực của tâm can và thể xác đã đến tột đỉnh, dồn ép lên những năm tháng cuối đời của họ. Bước bối quá, có lần anh mua nghẹn ngào tâm sự các anh biết đấy những ngày vượt trường sơn bao gian khổ mang vác nặng chịu đói lội suối băng đèo trong chiến đấu không biết bao nhiêu lần phải nằm trong mưa bom bão đạn thế mà tôi vẫn chịu được và đã trở về đây còn bây giờ các anh thấy không làm sao có thể chịu thêm được nữa giá giá như ngày ấy ở chiến trường được chết đi như nhiều đồng đội mình thì ngày nay đỡ đau lòng vợ tôi có tội tình gì mà phải dính dáng chuyện này sao lại bắt cô ấy phải gánh chịu chứ? Trước tình cảnh đó, các anh Lâm, Kiệm, Tân trong hội cựu chiến binh trung đoàn 271 đã tìm mọi cách giúp cháu vào làng Hòa Bình Thanh Xuân, Hà Nội. Chính vì chúng tôi là những đồng đội, tình bền chặt gắn kết đã có một thời cùng vào sinh ra tử, sống chết cùng nhau, đã từng không đắn đo dành cái nguy hiểm, gian khổ về mình, đã từng cứu mạng nhau, liều chết cống nhau vượt qua làn bom đạn địch. Ngày ấy, lũ chúng tôi, coi nhau như ruột thịt. Ngọt bùi cay đắng cùng chia. Viên thuốc cuối cùng, giọt nước cuối cùng, người nọ dúi người kia. Cao cả thiêng liêng thay, tình đồng đội. Bài thơ viết dở. Làm sao có thể ngồi yên, dừng dưng mà sống được, khi những thân nhân liệt sĩ và nhiều đồng đội đang phải gánh chịu những hoàn cảnh khó khăn, chứa chiêu như vậy. Vì lẽ đó, sau một thời gian trở về đời thường, chúng tôi đã tự nguyện tập hợp nhau lại thành lập ra hội cựu chiến binh của Trung đoàn 271 Anh Hùng. Là những người may mắn, xót sổ được trở về chẳng còn nguyên vẹn sau chiến tranh. Mỗi người một quê, mỗi đứa một nghề trong cuộc sống mưu sinh còn đầy vất vả. Như trong một bài thơ của anh Lê Cường đã viết, Đồng đội tôi sau chiến tranh, phần lớn về quê làm ruộng, một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đói no tùy lúc, tùy nơi. Thực ra, sau cuộc chiến trở về trong anh em đồng đội chúng tôi có nhiều người thành đạt đã và đang đảm nhận những trọng trách quan trọng do nhà nước giao phó như cựu chiến binh hồ xuân hùng là người bạn đồng ngũ của tôi ở một tiểu đoàn huấn luyện anh nguyên chủ tịch tỉnh nghệ an hiện nay đang giữ chức thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn anh hào văn thái là đại đội trưởng của tôi ngày nào sau này là đại tá phó tham mưu trưởng quân khu thủ đô hiện về nghỉ hưu tại phường cống vị ba đình hà nội rồi còn có cựu chiến binh nguyên là đại biểu quốc hội, viện trưởng viện máy và công cụ công nghiệp là anh Trương Hiếu Chí. Ngoài ra, còn có nhiều cựu chiến binh tuy trong mình còn mang rất nhiều vết thương của chiến tranh, nhưng khi vừa rời cây súng, trở về đời thường đã vội cầm bút, ngồi trên các giảng đường đại học, rồi sau đó trở thành những kỹ sư, tiến sĩ, nhà giáo, nhà khoa học và những doanh nhân thành đạt như anh Vũ Đức Tiến Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất khẩu Cà phê Tây Nguyên doanh nghiệp được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, với sản lượng cà phê xuất khẩu chiếm 20% tổng sản lượng xuất khẩu của cả nước. Cho dù hiện nay thế hệ chúng tôi không còn trẻ nữa, khi về với đời thường mỗi người một phận, sang hèn sướng khổ khác nhau, nhưng tất cả đều luôn nhớ về những người đã cùng một thời vào sinh ra tử và rồi phải nằm lại nơi chiến trường xa. Từ đó đến giờ đã lâu, lớp bụi thời gian càng phủ dày theo năm tháng, nơi các anh đang nằm lại quá xa cảnh vật ở đó bây giờ đã khác đi rất nhiều. Nhưng các cựu chiến binh chúng tôi, những người ở khắp mọi miền đất nước đã và đang kiếm tìm, lượm lặt mọi thông tin để cùng gia đình đưa hải cốt các anh về nơi quê nhà yên nghỉ. Con số 50 liệt sĩ của Trung đoàn 271 đã được tìm về với người thân, dẫu rằng rất ít so với con số liệt sĩ còn nằm ở nơi xa xôi ấy. Nhưng dù sao, đây cũng là phần thưởng không nhỏ cho sự cố gắng không mệt mỏi của hội cựu chiến binh chúng tôi. Trong những chuyến đi tìm đồng đội ở chiến trường cũ, phải kể đến anh Nguyễn Lâm, là trưởng ban liên lạc cựu chiến binh của Trung đoàn 271 ở phía Bắc. Đã có lần anh đi tìm đồng đội cùng thân nhân liệt sĩ, cũng có nhiều lần chỉ đi một mình cùng với một vài người trong hội cựu chiến binh chúng tôi để đi đến những vùng đất năm xưa, dò hỏi những manh mối thông tin. Trong những chuyến đi đó, cũng có rất nhiều chuyện cảm động, vui, buồn. Đấy là chuyến đi tìm con của mẹ soi, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng. Thực ra, khi Thắng hy sinh, đồng đội trong đơn vị đã không tìm thấy thi thể để đem về quy tập. Chúng tôi cứ giấu mẹ mãi chuyện này, nhưng cuối cùng đành thú thực về hoàn cảnh anh hy sinh. Sau nhiều đêm chăn trở, mẹ đề nghị. Các con cho mẹ vào nơi thắng nó nằm, mẹ muốn thăm nơi ấy. Anh Lâm thay mặt anh em đưa mẹ vào thăm lại chiến trường xưa. Nơi đó giờ đã thay đổi nhiều. Cánh rừng đại ngàn năm. Nào của huyện Đắc Rơ Láp, hiện nay là cánh rừng cà phê đang trổ đầy hoa màu trắng. Hương thơm man mát, Dịu ngọt lan tỏa khắp cả một vùng. Phải chăng đấy là hương thơm linh thiêng tình mẫu tử, tình đồng đội của Thắng và những người bạn thân yêu đang nằm đâu đó, tỏa ra để đón mẹ và bạn bè đến thăm. Lâm chỉ nơi Thắng đã hy sinh, mẹ đứng tần ngần, lặng yên, rồi từ từ ngồi xuống, lặng lẽ rút ra một mảnh vải đỏ. Thật bất ngờ, mẹ vun đất lại, bốc từng nắm, từng nắm, bỏ vào mảnh vải rồi gói lại, sau đó đứng dậy, mắt hướng nhìn về nơi xa xăm ấy khấn thầm để gọi thắng về. Nước mắt lưng chồng mẹ đưa gói đất cho Lâm. Con đưa nó về cho mẹ. Lâm và mọi người không cầm nổi nước mắt. Anh ngậm ngùi làm theo ý mẹ, mang gói đất về thờ tại gia đình, khu tập thể Viện quân Y108, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nước mắt nhòa run rẩy bàn tay. Gói nắm đất nơi anh ngã xuống. Nâng niu như bế con thời bú mớm. Mẹ đưa anh về nơi anh sinh ra. Về đi anh đất đã nở hoa. Cuộc sống hôm nay có anh trong đó. Vẫn là anh, mái thời trai trẻ. Về đi anh, về cho mẹ yên lòng. Bài thơ Về đi anh của anh Hoàng Liêm Cựu chiến binh E271. Kính tặng mẹ soi. Nói đến chuyện đi tìm đồng đội của hội cựu chiến binh chúng tôi, không thể quên được tấm lòng cao đẹp của anh Cao Phong Nhã, công nhân xưởng Ure, công ty đạn Hà Bắc, quê ở Xuân An, Xuân Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang khi vừa được nghe thông tin ở nghĩa trang tuy đức tỉnh đắk nông có tên các liệt sĩ hiếu thoa khải thành anh đã vội thông báo ngay với các gia đình liệt sĩ để rồi sau đó cùng với vợ chồng anh lâm đến gia đình đón mẹ tráng mẹ của liệt sĩ đỗ mạnh hiếu quê bắc giang tức tốc vượt hàng nghìn cây số đến đắk nông tìm mộ liệt sĩ giờ đây cả chặng dài rằng giặc như vậy mọi người không thể đi bộ như năm nào được muốn đi phải có tiền nhưng lấy tiền ở đâu gia đình anh còn rất nghèo nói chi là dư thừa. Để có tiền đi được cùng với mẹ tráng, ban đầu anh lên công ty trình bày hoàn cảnh để rồi xin ứng hai tháng lương. Năn nỉ, cầu cạnh mãi, cuối cùng cơ quan nơi làm việc cũng giải quyết ứng trước cho một tháng lương. Số tiền này không thể đủ trang trải cho chuyến đi được. Không một chút chần chừ, anh gọi người đến bán luôn hai con lợn đang trong thời kỳ lớn nhanh. Tiền vẫn thiếu, cố gắng lục lọi hết mọi thứ trong nhà để bán, nhưng chẳng có thứ gì còn giá trị. Mồ hôi đầy người, ướt đẫm cả chiếc áo lính màu xanh đang mặc anh đứng tần ngần một lúc mà không nghĩ ra được phương án giải quyết nào bất ngờ chợt nhớ ra còn một thứ có thể bán được đó là bốn xào lúa non đang đến thời kỳ trổ bông ở ngoài đồng thôi mẹ nó và các con thứ lỗi cho bố nhé bố chỉ bán có hai xào thôi biết rằng mùa này cả nhà ta sẽ đói mẹ nó và các con dáng chịu vậy gia đình ta còn có bố có mẹ và các con là hạnh phúc lắm rồi chứ những người đồng đội của bố chỉ có một mình bao năm nằm phơi nắng, phơi xương ở giữa rừng sâu không trở về. Bố phải đi vào trong đó để tìm các bạn đây. Thật là cao cả thiêng liêng thay tình đồng đội, không có lời nào nói hết được tình cảm cao quý này. Chính những hành động, những việc các anh đã làm vì tình đồng đội, đã thôi thúc tôi cầm bút ghi lại những giờ phút vui, buồn, những tình cảm anh em, đồng đội thân thương trước cái sống cái chết trong những trận chiến đấu với quân địch mà tôi đã chứng kiến về những giờ phút cuối cùng của bạn bè tôi trước lúc hy sinh ngã xuống cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất nước nhà này. Tôi viết cho đồng đội cựu chiến binh trung đoàn 271 anh hùng và những ai đã có một thời tham gia chiến đấu trên các chiến trường năm nào, hiện đang còn sống, để nhớ về một thời chiến tranh, một thời máu lửa mà cả dân tộc ta đã trải qua. Trong những câu chuyện, những sự việc đã xảy ra của tôi và những bạn bè về một thời trai trẻ ở lứa tuổi 20 dưới đây sẽ đề cập đến một ít tư liệu của các liệt sĩ có tên, quê quán và nơi các anh hy sinh mà tôi được biết, để cho những ai quan tâm tới những vấn đề này. Khi đọc trong cuốn sách có tên đó, mong rằng, hãy thông báo cho các gia đình thân nhân liệt sĩ biết. Xin cảm ơn. Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007. Võ Minh. 1. Trên đường Hậu Phương ngày 21 tháng 10 năm 1971. Đường vào. Hôm nay là ngày đặc biệt, điểm mốc ghi nhớ nhất của đời lính tân binh chúng tôi. Đó là ngày cả tiểu đoàn 5, trung đoàn huấn luyện 22 thuộc quân khu 4 nhận được lệnh chuẩn bị lên đường ra chiến trường chiến đấu. Vậy là sau 10 tháng huấn luyện vất vả, chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trên thao trường, đã trải qua hết các bài học về kỹ thuật, chiến thuật cá nhân độc lập chiến đấu, đến chiến đấu theo đội hình tổ 3 người, tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi đến các bài tập chiến thuật đánh ở địa hình rừng núi, đồng bằng, đô thị. Lần này, cả đơn vị nhận nhiệm vụ đi chiến trường chắc chắn đây là sự thật. Suốt trong thời gian huấn luyện vừa qua, chúng tôi đã có mấy lần được thông báo lên đường ra trận, nhưng sau đó được hoãn ở lại tiếp tục huấn luyện. Tuy vậy, sau khi nhận được tin tôi thật sự cảm thấy đột ngột và bối rối, mặc dù trước đó cả một thời gian dài trên thao trường tập luyện, ai ai cũng sẵn sàng chờ đón giờ phút này. Nằm trong biên chế tiểu đội 7, trung đội 3, đại đội 18, C18, tiểu đoàn 5, K5. Có anh Trần Kim Trọng quê ở Yên Thành, Nghệ An là tiểu đội trưởng. Tôi có hai người bạn thân đồng quê, đồng niên, đồng tốt nghiệp cấp 3, đồng ngũ và đồng đơn vị huấn luyện. Đó là Trần Văn Hồng và Trần Ngọc Nam. Đây là những người bạn luôn luôn bên cạnh, động viên an ủi tôi trong những ngày tháng huấn luyện gian nan, khó khăn vất vả, đói khổ ngỡ như mình không thể vượt qua được. Thời gian huấn luyện của chúng tôi được lập trình rất chặt chẽ không còn một chút khe hở nào. Lịch làm việc cho từng cá nhân hàng ngày từ 5 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối được xếp kín mít, rất khắt khe, chính xác đến từng phút. Mọi hoạt động được tính toán sắp xếp gần như một cái máy, từ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi ra thao trường huấn luyện về ăn trưa, rồi lại ra thao trường về ăn tối. 19 giờ 30 phút cho đến 21 giờ hàng ngày dành cho các hoạt động hội họp tổ ba người, tiểu đội, trung đội, đại đội, đoàn thanh niên, tổ đảng, chi bộ, văn hóa văn nghệ. 21 giờ điểm danh đi ngủ cho đến 5 giờ 30 phút sáng hôm sau. Có lẽ, ai cũng nghĩ rằng, thời gian tự do của chúng tôi chỉ còn lại ở trong giấc ngủ về đêm. Nhưng không. Trong những đêm tưởng như yên tĩnh đó, mọi người nằm ngủ luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Có thể tỉnh giấc bất kỳ lúc nào khi nghe hiệu lệnh báo động hành quân tập trận trong đêm. Điều này xảy ra thường xuyên liên tục trong suốt cả một thời gian dài huấn luyện. Còn hàng đêm, ai nấy đều phải luôn phiên thay nhau thức canh gác đơn vị, Đấy là nhiệm vụ được giao cho từng cá nhân cố định hàng ngày. Thời gian trong cả một tuần, chúng tôi chỉ được tự do từ sau 21 giờ ngày thứ Bảy cho đến trước 21 giờ ngày Chủ nhật hôm sau. Tuy nói là tự do, nhưng không một ai được phép rời xa khu vực đơn vị đóng quân. Những tháng đầu sau ngày nhập ngũ, tôi thầm nghĩ mình không thể nào vượt qua đời quân ngũ được bởi khó khăn, đói khổ. Khẩu phần ăn bị cắt giảm gần một nửa số gạo bầy lạng được cấp phát mỗi ngày mà không hẳn là gạo, vì mì và ngô chiếm gần một nửa rồi. Chúng tôi là những chàng trai trẻ, còn đang tuổi ăn tuổi ngủ. Thế mà đêm đêm chả ai ngủ được do cái đói cứ hành hạ dai dẳng. Đã vậy, còn phải chịu đựng áp lực về công việc và khống chế thời gian. Bị kiểm soát đến cả những chuyện riêng tư của mình ở mọi lúc mọi nơi. Thể xác và tinh thần tôi ra rời căng thẳng, lúc nào cũng như muốn nổ tung ra. Đâu đây đã có người rủ nhau đào ngũ. Đó là Hương và Hương trong cùng đại đội. Đặc biệt là Hương, mấy lần cậu ta bỏ về, đơn vị chúng tôi phải tổ chức đi tìm ở địa phương cũng như gia đình ở quê. Mọi người nhiều lần động viên cũng như các tập thể đã kiểm điểm, rồi cuối cùng Hương ở lại đơn vị, không còn đào ngũ như trước nữa. Chỉ có một điều, từ thời gian đó cho đến lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường ra mặt trận, cậu ta kiên trì nhịn ăn thường xuyên. Đến bữa ăn, Hương chỉ uống một ít nước cơm hoặc hút một ít cháo. Tôi thật sự khâm phục sự kiên trì tự chịu đói này. Bạn bè tìm mọi cách chiều chuộng, động viên cậu ta ăn một chút gì để đảm bảo sức khỏe, nhưng tất cả đều thất bại vì sự cứng đầu, lì lợm đó. Giờ đây, từ một thân xác to khỏe, cậu ta tóp lại như một xác vè. Đi đứng phải chống gậy, dò dẫm, thất thiểu như người mất hồn, bạn bè thấy thế ai nấy đều ái ngại. Còn chúng tôi đến giờ phút này, đã vượt qua cả một chặng đường dài huấn luyện khó khăn gian khổ. Đến hôm nay nhìn về vùng đồi núi rộng lớn bao la, xung quanh ngã ba tuần tam lệ một màu đỏ rực đất đỏ ba gian bởi những giao thông hào ngoằn ngoèo tầng tầng lớp lớp những ụ lô cốt được xây dựng nổi lên cao ở trên đồi để có những thành quả này tất cả chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi sức lực kể cả máu đã thấm vào đất ba gian này đó là lần tiểu đội trần ngọc nam đào giao thông hào và xây dựng lô cốt trên đồi gặp phải tảng đá mồ côi to tướng giữa mùa hè trời nóng như thiêu như đốt trên ngọn đồi chọc không một bóng cây gió lào thổi về nóng hầm hập, chúng tôi ai nếm mặt mày đỏ rực, mồ hôi vừa thấm đẫm áo, giờ đây khô cứng như chiếc mo nang sau lưng. Nam cầm chiếc búa tả cán dài cùng với một người nữa với chiếc kẹp tre có gắn chiếc đục sắt ở đầu, đặt vào cái nứt của hòn đá để đánh búa. Hòn đá lì lợm đứng yên được một lúc rồi vỡ đôi ra. Ngay sau đó, Nam loạn choạng ngã chúi xuống, đầu đập vào vách đá ngất xỉu. Một mảng da đầu bật ra, máu chảy đầm đìa. Mọi người đứng gần vội vàng xúm lại, sốc dậy, nhưng cậu ta vẫn không tỉnh, da mặt trắng bệch. Hồng đã lấy tay giữ chặt vết thương, không cho máu chảy ra. Cũng ngay lúc đó, một nắm thuốc lào của ai đã chuyển tới kịp thời đắp ngay vào màng đầu còn trào máu. Chúng tôi bế cậu ta nằm ngay dưới đoạn giao thông hào vừa đào, tìm mọi cách che nắng phía trên. Người thì lấy nước đổ vào khăn lau mặt rồi dấp dấp lên đầu. Người thì lấy mũ, áo của mình quạt gió và gọi y tá đến cấp cứu. Khoảng đến 10 phút sau, Nam mới tỉnh hẳn, sắc mặt giờ đã hơi hồng trở lại đôi mắt đã mở to nhưng còn rất đờ đẫn tất cả mọi người ai nấy đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm vậy là thần chết đã không kịp đưa cậu ta đi cùng giờ đây chúng tôi đang hoàn thành những công việc cuối cùng là xây nhà doanh trại mới để kịp thời bàn giao lại cho lớp tân binh kế tiếp tranh thủ thời gian đơn vị hành quân từ doanh trại mới về nơi ở khi qua biêu điện ngã ba tuần tam lệ tôi vội gửi một bức điện tín đã ghi sẵn nội dung và địa chỉ người nhận vào mẫu giấy nhờ cô nhân viên bưu điện, gửi về kịp thời cho cha mẹ ở quê để biết ngày chúng tôi lên đường ra mặt trận. Ngày 22 tháng 10 năm 1971, kể từ đêm hôm qua trở đi, tất cả chúng tôi đều phải án binh bất động trong doanh trại. Các ngõ ra vào Quỳnh Châu, địa phương nơi đóng quân, đều có các chốt gác kiểm tra của vệ binh và kiểm soát quân sự, không cho phép một ai đi ra hay đi vào khu vực đóng quân của đơn vị. Công việc của anh em lúc này là Sinh hoạt chính trị phát động thi đua giữa các đơn vị với nhau, viết quyết tâm thư lên đường ra mặt trận bằng chính máu của mình, rồi nhận vũ khí quân trang, thuốc men, lương thực thực phẩm theo tiêu chuẩn và cơ số của những người đi chiến trường. Thời gian còn lại quá ít, nhưng số lượng đầu việc phải hoàn thành là rất lớn chiếm hết cả tâm tư của tôi, nhiều lúc không có thời gian để nhớ về cha mẹ, anh chị ở nhà nữa. Bố tôi đã 71 tuổi và yếu, còn mẹ 64 tuổi là lão thành cách mạng từ hồi thập niên 30 giờ đây mang trên mình đầy bệnh tật. Anh cả là cán bộ giao thông, hiện đang khảo sát mở đường bộ giúp Lào. Anh thứ hai sau những năm tháng tham gia xây dựng nông trường bãi phủ phía Tây Nghệ An, bị ngã nước, mang bệnh phù thần phải về nhà điều trị. Còn tôi là con út trong gia đình. Hai anh em phải đi xa, ở nhà còn lại bố mẹ già yếu và một người anh bệnh tật. Cả nhà chỉ trông chờ vào những thừa ruộng cát bạc màu, đất đai bị phong hóa rất nhanh. Đã vậy, sức lao động cũng là một vấn đề nan giải cho gia đình tất cả chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm. May mà thời gian này, chiến tranh đánh phá miền Bắc của Đế quốc Mỹ đã ngừng được vài năm. Nếu như chưa được hòa bình thì những khó khăn này không biết sẽ đến mức nào. Ngày 23 tháng 10 năm 1971, buổi sáng nay, đơn vị phát quân trang, thuốc men, vũ khí đạn dược, tính ra từng người nhận được hơn 30 thứ, từ súng, đạn, quần áo, chăn, màn cho đến những viên thuốc Niva quyên phòng, chống sốt rét, nước cất, kim chỉ. Tất cả những thứ đó đảm bảo cho chúng tôi sống và chiến đấu độc lập trên một địa hình từ rừng núi đến đồng bằng, đô thị trong một thời gian dài. Đầu giờ chiều nay là hạn cuối cùng của mọi người đi B, đi chiến trường, phải nộp bản quyết tâm thư bằng máu. Với tôi, nói đến chuyện lấy máu để viết là cảm thấy ghê ghê và sợ đau. Điều đó cũng đúng thôi. Bởi từ lúc còn nhỏ, lớn lên cho đến bây giờ chưa khi nào biết ăn roi vọt, vì là con út trong nhà được mọi người cưng chiều nhiều giờ đây phải lấy dao hay cái gì đó tự chọc vào tay cho ra máu vừa mới nghĩ đến đó cả người đã run lên thấy đau lắm rồi nhưng nội dung cuộc họp của cả đơn vị chiều hôm qua mình đã giơ tay biểu quyết rồi không thể thoái thác được buộc phải nghĩ cách trong lúc này nam hồng và hầu như tất cả mọi người trong đơn vị vừa hoàn thành xong bản quyết tâm thư bằng máu của mình tôi tìm gặp nam cầu cứu cậu nhát gan thế cứ nhắm mắt lấy lưỡi lam cứa vào đầu ngón tay một tí là xong. Không có đau đâu. Nam cười hình hạch nói. Nhưng Minh sợ đau lắm. Tôi kêu lên. Cậu xem, Hồng ở đâu? Gọi nó lại đây. Nam nắm chặt tay tôi nói. Bất chợt, đầu ngón tay đau bút. Theo phản xạ tự vệ, tôi rụt tay lại. Việc này như vậy là xong. Cầm lấy cây bút lá tre này mà viết nhanh lên. Mọi người hoàn thành hết cả rồi đấy. Tớ ngồi đây đợi cậu rồi hai đứa ta cùng đi nộp. Tôi cứ loài hoài mãi vẫn không kết thúc được bản quyết tâm đó vì máu ở đầu ngón tay chảy ra quá ít. Thấy thế, Nam ghé vào tai nói nhỏ. Hãy lấy máu tớ mà viết. Vết cắt sâu trên đầu ngón tay cậu ta đã khô, nhưng vừa mới bóp nhẹ, máu đã chảy ra rất nhiều. Bản quyết tâm thư của tôi như vậy đã hoàn thành, nhưng vết cắt trên tay Nam vẫn còn di dị máu. Ngày 24 tháng 10 năm 1971, buổi sáng, trên những con đường lớn ngõ nhỏ của xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An, dập kín cờ đỏ sao vàng và cờ giải phóng hai màu đỏ và xanh ra trời. Nổi bật nhất là màu xanh áo lính và chiếc mũ tai bèo ở trên đầu. Đặc trưng riêng của người chiến sĩ giải phóng. Chúng tôi ra đi, chưa thể hình dung được những gì đang đợi ở chiến trường. Chỉ mừng tượng qua những câu thơ và nghĩ rằng đó là nơi sống chết nhưng cũng tưng bừng và lãng mạn như một ngày hội. Hoan hồ anh giải phóng quân. Kính chào anh con người đẹp nhất. Ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một chiếc lá trên cành. Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh, mà sông sáo, mà tung hoành ngang dọc. Bài ca xuân 68, tố hữu. Chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, cả đơn vị tôi sẽ lên đường đi vào chiến trường miền Đông Nam Bộ được gọi là B2, tôi sẽ xa những người thân, người dân miền Bắc hậu phương yêu dấu mà không hẹn được ngày trở về, làm sao mà vui lên được? sắp đến bữa cơm kết thúc trên mảnh đất quỳnh châu này trong lòng mọi người ruột gan đều như lửa đốt tất cả đang tập trung hướng ra con lộ lớn chạy qua nơi con đường đất nối vào làng trông chờ cha mẹ anh chị và người thân từ quê nhà lên đây gặp để chia tay tạm biệt lần cuối cùng không biết cha mẹ mình có ai đi đến đây không tôi rất sốt ruột nóng lòng thấp thỏm đi ra đi vào ngóng đợi tâm trạng cứ dối bời nỗi nhớ cha mẹ gia đình tràn ngập hết trong lòng giá như Giờ lên đường ra mặt trận hôm nay, được lùi lại thêm một thời gian nữa thì hạnh phúc biết bao. 12 giờ 30 phút, chúng tôi kết thúc bữa trưa, nhưng suốt cả thời gian đó chả ai ăn được mấy. Mặc dù bữa cơm liên hoan chia tay cuối cùng hôm nay, đơn vị đã chuẩn bị rất chu đáo, có nhiều món mà cánh lính háu đói lâu nay vẫn mơ ước. Thế mà trong miệng cứ nhạt nhẽo, khi nuốt thức ăn vào trong họng cứ nghẹn nghẹn, nghẹn nghẹn. Thời gian còn lại ở nơi đây không còn nhiều nữa. Đúng 2 giờ chiều, cả đơn vị phải hành quân rời xã Quỳnh Châu về ga cầu giáp cho kịp chuyến tàu đi Vinh tối nay rồi. Một giờ kém 10 phút chiều, tiếng hò reo của anh em đồng loạt vang lên. Khi ngoài đường lớn xuất hiện một nhóm người già trẻ, gái trai tay sách nách mang, đang đi vội vàng về hướng đầu làng giữa cái nắng chưa dám trái bưởi này. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt ùa chạy ra đón những người thân. Đây rồi, mẹ tôi, một người mẹ già, dáng gầy guộc, bé nhỏ, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, đang cố sức gồng mình lên những bước chân nặng nề, mệt nhọc, vì đã phải vượt bộ quãng đường dài hơn 12 km từ ga cầu giáp đến đây, qua con đường đá lởm chởm, trên vai còn khoác một túi to nặng là quà dành cho tôi và các bạn mang theo trước lúc lên đường. Khi chỉ còn một khoảng cách không xa, mẹ nhòi người lao lên ôm lấy tôi, nước mắt chảy dài, giàn rụa trên hai gò má. Không nói được lời nào, tôi cố kìm mình không bật khóc, để làm yên lòng mẹ mẹ chỉ thốt lên được một từ con và không nói thêm được lời nào rồi ôm chặt lấy tôi chiếc túi trên vai rơi xuống đất lúc nào mà không hề hay biết về đến nơi nghỉ sau một lúc tôi mới ngập ngừng hỏi thăm về chặng đường đi vất vả gian nan của mẹ cũng như sức khỏe của bố và mọi người ở nhà mẹ đã động viên an ủi tôi giữ gìn sức khỏe và cố gắng trở về mọi người ở nhà sẽ chờ đợi hai mắt cay xè nỗi nhớ thương bố mẹ tràn ngập trong tôi giá như chiến tranh không xảy ra chúng tôi đâu vất vả đâu phải gặp cảnh chia ly như bây giờ đúng ra mẹ và những người thân đã đến đây rất sớm nhưng tất cả lỗi đều do tàu đến ga muộn cả hàng tiếng đồng hồ biết giờ này mọi người rất đói chị phi chủ nhà và bạn bè nhốn nháo tìm cơm và thức ăn tập trung lại để dùng tạm vì thời gian còn lại ở đây rất ít không đủ để chuẩn bị bữa ăn mới giờ tập trung hành quân lên đường ra mặt trận đã đến tất cả đường làng ngõ xóm đều phủ một màu xanh lá cây áo lính xen lẫn đủ màu sắc áo quần của các bà con cô bác, các chị, các anh, các em và các cháu thiếu nhi ở vùng trung du đồi núi này. Để tiến biệt và chúc chúng tôi chiến thắng bình an trở về. Mặc dù trong lòng ai cũng hiểu rằng, phải rất may mắn mới có thể thoát ra được từ lò lửa chiến tranh khốc liệt đó. Cả một không gian thật sự ồn ào náo động với đủ dạng âm thanh tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười và tùng, tùng theo nhịp chống ích. Tiểu đoàn năm hành quân theo đội hình tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội, hướng về ga cầu giáp. Mẹ tôi và những người thân của bạn bè, đồng đội vừa đến đây đều rất mệt mỏi. Chưa được nghỉ để lại sức sau chuyến đi dài, lại phải cùng theo đơn vị hành quân quốc bộ vượt qua bao dốc đèo, trên con đường đã lầm chởm gập ghềnh trở về nhà ga đi tàu xuôi vào Vinh. Nhìn dáng đi thất thiểu mệt nhọc của mẹ, thỉnh thoảng phải chạy đuổi theo đoàn quân đều đều nhịp bước, lòng tôi lại quặn đau vì xót xa, thương nhớ. Có lẽ, cái khổ đau nhất của người làm cha mẹ là những giờ phút trực tiếp chia tay những đứa con của mình dứt ruột đẻ ra, bây giờ lên đường không hẹn ngày trở về. Tất cả vì chiến tranh đã dồn cái khổ đau cùng cực, khắc khoải trông chờ luôn luôn phải nén chịu vào thân già gầy yếu mong manh này. Giá như chiến tranh không xảy ra, các thế hệ chúng tôi và mọi người sống trong hòa bình sung sướng và hạnh phúc biết chừng nào. Qua những cuộc chia tay này, tôi mới hiểu hết giá trị đích thực thế nào là hòa bình, hạnh phúc, thế nào là tự do. 5 giờ 30 phút chiều, chúng tôi đặt chân đến ga cầu rát nghỉ đợi tàu, nhưng ngồi nghỉ theo đội hình. Chỉ có khác là cả đại đội, mọi người dồn gọn vào một khu vực, không kéo dài lê thê như trước. Được nhà ga thông báo, tàu hôm nay về muộn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Đây là cơ hội còn lại để hai mẹ con tôi được gần nhau thêm một thời gian. Mẹ ngồi cạnh tôi, hai chân sưng đỏ sau một chặng đường dài quốc bộ, gần như liên tục cả hai chặng đường đi và về giữa ga cầu rát đến ngã ba tuần tam lệ tôi biết mẹ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nén chịu và quên nỗi đau về thể xác ấy vì cái đau trong lòng mẹ giờ đây còn lớn hơn rất nhiều hai tay mẹ ôm lấy tôi xoa xoa đôi vai còn sưng đỏ từ ngày đầu hành quân mang vác nặng và dịu dàng động viên an ủi tôi gục đầu vào lòng mẹ nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi cái ôm chặt đó nói lên bao nỗi niềm đau đớn nén chịu trong lòng muốn được giữ chặt đứa con yêu quý bên cạnh mình mãi mãi cha và anh ở nhà có khỏe không mẹ tôi ngập ngừng hỏi cha và anh vẫn bình thường cha muốn được gặp con lắm nhưng đợt vừa rồi lên thăm sau đó về nhà chân vẫn còn đau nên không đi được cha mẹ và anh cùng bà con ở nhà chúc con lên đường mạnh khỏe mong con bình an trở về nhà cha mẹ anh và mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe hãy cố đợi con về nỗi nhớ trong lòng xâm chiếm hết cả tâm trí tôi đầu óc mụ mẫn không nói thêm với mẹ được một lời an ủi động viên nào ngày 22 tháng 10 năm 1971. Kể từ đêm hôm qua trở đi, tất cả chúng tôi đều phải án binh bất động trong doanh trại. Các ngõ ra vào Quỳnh Châu, địa phương nơi đóng quân, đều có các chốt gác kiểm tra của vệ binh và kiểm soát quân sự, không cho phép một ai đi ra hay đi vào khu vực đóng quân của đơn vị. Công việc của anh em lúc này là sinh hoạt chính trị phát động thi đua giữa các đơn vị với nhau, viết quyết tâm thư lên đường ra mặt trận bằng chính máu của mình, rồi nhận vũ khí quân trang, thuốc men, lương thực thực phẩm theo tiêu chuẩn và cơ số của những người đi chiến trường. Thời gian còn lại quá ít, nhưng số lượng đầu việc phải hoàn thành là rất lớn chiếm hết cả tâm tư của tôi. Nhiều lúc không có thời gian để nhớ về cha mẹ, anh chị ở nhà nữa. Bố tôi đã 71 tuổi và yếu, còn mẹ 64 tuổi là lão thành cách mạng từ hồi thập niên 30. Giờ đây mang trên mình đầy bệnh tật. Anh cả là cán bộ giao thông, hiện đang khảo sát mở đường bộ giúp Lào anh thứ hai sau những năm tháng tham gia xây dựng nông trường bãi phủ phía Tây Nghệ An, bị ngã nước, mang bệnh phù thần phải về nhà điều trị. Còn tôi là con út trong gia đình. Hai anh em phải đi xa, ở nhà còn lại bố mẹ già yếu và một người anh bệnh tật. Cả nhà chỉ trông chờ vào những thửa ruộng cát bạc màu, đất đai bị phong hóa rất nhanh. Đã vậy, sức lao động cũng là một vấn đề nan giải cho gia đình. Tất cả chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con, lối xóm. May mà thời gian này, chiến tranh đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ đã ngừng được vài năm. Nếu như chưa được hòa bình, thì những khó khăn này không biết sẽ đến mức nào. Ngày 23 tháng 10 năm 1971, buổi sáng nay, đơn vị phát quân trang, thuốc men, vũ khí đạn dược, tính ra từng người nhận được hơn 30 thứ, từ súng, đạn, quần áo, chăn, màn, cho đến những viên thuốc Niva Quyên Phòng, chống sốt rét, nước cất, kim chỉ. Tất cả những thứ đó đảm bảo cho chúng tôi sống và chiến đấu độc lập trên một địa hình từ rừng núi đến đồng bằng, đô thị trong một thời gian dài. Đầu giờ chiều nay là hạn cuối cùng của mọi người đi bê, đi chiến trường, phải nộp bản quyết tâm thư bằng máu. Với tôi, nói đến chuyện lấy máu để viết là cảm thấy ghê ghê và sợ đau. Điều đó cũng đúng thôi. Bởi từ lúc còn nhỏ, lớn lên cho đến bây giờ chưa khi nào biết ăn roi vọt, vì là con út trong nhà được mọi người cưng chiều nhiều giờ đây phải lấy dao hay cái gì đó tự chọc vào tay cho ra máu vừa mới nghĩ đến đó cả người đã run lên thấy đau lắm rồi nhưng nội dung cuộc họp của cả đơn vị chiều hôm qua mình đã giơ tay biểu quyết rồi không thể thoái thác được buộc phải nghĩ cách trong lúc này nam hồng và hầu như tất cả mọi người trong đơn vị vừa hoàn thành xong bản quyết tâm thư bằng máu của mình tôi tìm gặp nam cầu cứu cậu nhát gan thế cứ nhắm mắt lấy lưỡi lam cứa vào đầu ngón tay một tí là xong không có đau đâu. Nam cười hình hạch nói. Nhưng Minh sợ đau lắm. Tôi kêu lên. Cậu xem, Hồng ở đâu? Gọi nó lại đây. Nam nắm chặt tay tôi nói. Bất chợt, đầu ngón tay đau bút. Theo phản xạ tự vệ, tôi rụt tay lại. Việc này như vậy là xong. Cầm lấy cây bút lá tre này mà viết nhanh lên. Mọi người hoàn thành hết cả rồi đấy. Tớ ngồi đây đợi cậu. Rồi hai đứa ta cùng đi nộp. Tôi cứ loay hoay mãi vẫn không kết thúc được bản quyết tâm đó vì máu ở đầu ngón tay chảy ra quá ít. Thấy thế, Nam ghé vào tai nói nhỏ. Hãy lấy máu tớ mà viết. Vết cắt sâu trên đầu ngón tay cậu ta đã khô, nhưng vừa mới bóp nhẹ, máu đã chảy ra rất nhiều. Bản quyết tâm thư của tôi như vậy đã hoàn thành. Nhưng vết cắt trên tay Nam vẫn còn di dị máu. Ngày 24 tháng 10 năm 1971, buổi sáng, trên những con đường lớn, ngõ nhỏ của xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An, dập kín cờ, đỏ sao vàng và cờ giải phóng hai màu đỏ và xanh ra trời. Nổi bật nhất là màu xanh áo lính và chiếc mũ tai bèo ở trên đầu. Đặc trưng riêng của người chiến sĩ giải phóng. Chúng tôi ra đi, chưa thể hình dung được những gì đang đợi ở chiến trường. Chỉ mừng tượng qua những câu thơ và nghĩ rằng đó là nơi sống chết nhưng cũng tương bừng và lãng mạn như một ngày hội. Hoan hô anh giải phóng quân. Kính chào anh con người đẹp nhất. Chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa Cả đơn vị tôi sẽ lên đường đi vào chiến trường miền Đông Nam Bộ được gọi là B2. Tôi sẽ xa những người thân, người dân miền Bắc hậu phương yêu dấu mà không hẹn được ngày trở về. Làm sao mà vui lên được? Sắp đến bữa cơm kết thúc trên mảnh đất Quỳnh Châu này. Trong lòng mọi người ruột gan đều như lửa đốt. Tất cả đang tập trung hướng ra con lộ lớn chạy qua, nơi con đường đất nối vào làng, trông chờ cha mẹ, anh chị và người thân từ quê nhà lên đây gặp để chia tay tạm biệt lần cuối cùng không biết cha mẹ mình có ai đi đến đây không. Tôi rất sốt ruột, nóng lòng thấp thòm đi ra đi vào ngóng đợi. Tâm trạng cứ dối bời, nỗi nhớ cha mẹ gia đình tràn ngập hết trong lòng. Giá như, giờ lên đường ra mặt trận hôm nay, được lùi lại thêm một thời gian nữa thì hạnh phúc biết bao. 12 giờ 30 phút, chúng tôi kết thúc bữa trưa, nhưng suốt cả thời gian đó chả ai ăn được mấy. Mặc dù, bữa cơm liên hoan chia tay cuối cùng hôm nay, đơn vị đã chuẩn bị rất chu đáo, có nhiều món mà cánh lính háu đói lâu nay vẫn mơ ước. Thế mà trong miệng cứ nhạt nhẽo, khi nuốt thức ăn vào trong họng cứ nghèn nghẹn, nghèn nghẹn, nghẹn. Thời gian còn lại ở nơi đây không còn nhiều nữa. Đúng 2 giờ chiều, cả đơn vị phải hành quân rời xã Quỳnh Châu về ga cầu giáp cho kịp chuyến tàu đi vinh tối nay rồi. Một giờ kém 10 phút chiều, tiếng hò reo của anh em đồng loạt vang lên. Khi ngoài đường lớn xuất hiện một nhóm người già trẻ, gái trai tay sách nách mang, đang đi vội vàng về hướng đầu làng giữa cái nắng chưa dám trái bưởi này. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt của chạy ra đón những người thân. Đây rồi, mẹ tôi, một người mẹ già, dáng gầy guộc, bé nhỏ, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, đang cố sức gồng mình lên những bước chân nặng nề, mệt nhọc, vì đã phải vượt bộ quãng đường dài hơn 12 km từ ga cầu rát đến đây, qua con đường đá lởm chởm trên vai còn khoác một túi to nặng là quà dành cho tôi và các bạn mang theo trước lúc lên đường. Khi chỉ còn một khoảng cách không xa, mẹ nhòi người lao lên ôm lấy tôi, nước mắt chảy dài, dàn rụa trên hai gò má. Không nói được lời nào, tôi cố kìm mình không bật khóc để làm yên lòng mẹ. Mẹ chỉ thốt lên được một từ con và không nói thêm được lời nào rồi ôm chặt lấy tôi, chiếc túi trên vai rơi xuống đất lúc nào mà không hề hay biết. Về đến nơi nghỉ, sau một lúc tôi mới ngập ngừng hỏi thăm về chặng đường đi vất vả gian nan của mẹ cũng như sức khỏe của bố và mọi người ở nhà mẹ đã động viên an ủi tôi giữ gìn sức khỏe và cố gắng trở về mọi người ở nhà sẽ chờ đợi hai mắt cay xè nỗi nhớ thương bố mẹ tràn ngập trong tôi giá như chiến tranh không xảy ra chúng tôi đâu vất vả đâu phải gặp cảnh chia ly như bây giờ đúng ra mẹ và những người thân đã đến đây rất sớm nhưng tất cả lỗi đều do tàu đến ga muộn cả hàng tiếng đồng hồ. Biết giờ này mọi người rất đói. Chị Phi chủ nhà và bạn bè nhốn nháo tìm cơm và thức ăn tập trung lại để dùng tạm, vì thời gian còn lại ở đây rất ít, không đủ để chuẩn bị bữa ăn mới. Giờ tập trung hành quân lên đường ra mặt trận đã đến. Tất cả đường làng ngõ xóm đều phủ một màu xanh lá cây áo lính, xen lẫn đủ màu sắc áo quần của các bà con cô bác, các chị, các anh các em và các cháu thiếu nhi ở vùng Trung Du đồi núi này, để tiến biệt và chúc chúng tôi chiến thắng bình an trở về. Mặc dù trong lòng ai cũng hiểu rằng, phải rất may mắn mới có thể thoát ra được từ lò lửa chiến tranh khốc liệt đó. Cả một không gian thật sự ồn ào náo động với đủ dạng âm thanh tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười và tùng, tùng theo nhịp chống ích. Tiểu đoàn năm hành quân theo đội hình tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội, hướng về ga cầu rát. Mẹ tôi và những người thân của bạn bè đồng đội vừa đến đây đều rất mệt mỏi chưa được nghỉ để lại sức sau chuyến đi dài lại phải cùng theo đơn vị hành quân quốc bộ vượt qua bao dốc đèo trên con đường đã lởm chởm gập ghềnh trở về nhà ga đi tàu xuôi vào vinh nhìn dáng đi thất thểu mệt nhọc của mẹ thỉnh thoảng phải chạy đuổi theo đoàn quân đều đều nhịp bước lòng tôi lại quặn đau vì xót xa thương nhớ có lẽ cái khổ đau nhất của người làm cha mẹ là những giờ phút trực tiếp chia tay những đứa con của mình dứt ruột đẻ ra bây giờ lên đường không hẹn ngày trở về tất cả vì chiến tranh đã dồn cái khổ đau cùng cực, khắc khoải trông chờ luôn luôn phải nén chịu vào thân già gầy yếu mong manh này. Giá như chiến tranh không xảy ra, các thế hệ chúng tôi và mọi người sống trong hòa bình sung sướng và hạnh phúc biết chừng nào. Qua những cuộc chia tay này, tôi mới hiểu hết giá trị đích thực, thế nào là hòa bình, hạnh phúc, thế nào là tự do. 4 giờ 30 phút chiều, chúng tôi đặt chân đến ga cầu rát nghỉ đợi tàu, nhưng ngồi nghỉ theo đội hình. Chỉ có khác là cả đại đội, Mọi người dồn gọn vào một khu vực, không kéo dài lê thê như trước. Được nhà ga thông báo, tàu hôm nay về muộn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Đây là cơ hội còn lại để hai mẹ con tôi được gần nhau thêm một thời gian. Mẹ ngồi cạnh tôi, hai chân sưng đỏ sau một chặng đường dài quốc bộ, gần như liên tục cả hai chặng đường đi và về giữa ga Cầu rát đến ngã ba Tuần Tam Lệ. Tôi biết mẹ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố nén chịu và quên nỗi đau về thể xác ấy, vì cái đau trong lòng mẹ giờ đây còn lớn hơn rất nhiều hai tay mẹ ôm lấy tôi xoa xoa đôi vai còn sưng đỏ từ ngày đầu hành quân mang vác nặng và dịu dàng động viên an ủi tôi gục đầu vào lòng mẹ nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi cái ôm chặt đó nói lên bao nỗi niềm đau đớn nén chịu trong lòng muốn được giữ chặt đứa con yêu quý bên cạnh mình mãi mãi cha và anh ở nhà có khỏe không mẹ tôi ngập ngừng hỏi cha và anh vẫn bình thường cha muốn được gặp con lắm nhưng đợt vừa rồi lên thăm sau đó về nhà chân vẫn còn đau nên không đi được cha mẹ và anh cùng bà con ở nhà chúc con lên đường mạnh khỏe. Mong con bình an trở về nhà. Cha mẹ, anh và mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy cố đợi con về. Nỗi nhớ trong lòng xâm chiếm hết cả tâm trí tôi. Đầu óc mụ mẫn không nói thêm với mẹ được một lời an ủi, động viên nào. Ngày 25 tháng 10 năm 1971, gần 3 giờ sáng, chúng tôi mới lên tàu để về Vinh. Trời đêm đen kịt, gió lạnh lùa qua ô cửa sổ hun hút nhưng chẳng một ai ngủ được, có chăng chỉ gật gù chập chờn trong giây lát. Trong toa tàu, ánh sáng vàng đục của những chiếc đèn bão, đèn dầu hòa, treo lùng lẳng trên đầu, hắt bóng chúng tôi xô đẩy tứ tung, như trong lòng tôi rằng sẽ bộn bề, lúc nào cũng như muốn vỡ bung ra hàng ngàn mảnh. Không gian càng trở nên nặng nề và huyền ảo. Tiếng gì dầm trò chuyện của mọi người, tiếng xình xịch của tàu chạy đang từng phút xuyên qua lòng hậu phương đưa chúng tôi ra mặt trận. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy ai nấy đều còn thức cả. Một số bạn bè không có người nhà đến thăm, lúc này. Đang chuẩn bị một gói quà bọc kín, hay là một phong bì thư dày cộm, bên trên đã ghi rõ, đầy đủ tên và địa chỉ người nhận. Tất cả chúng tôi đang dồn ra phía các ô cửa sổ, căng mắt nhìn xuyên suốt màn đêm. Chờ đợi, ngóng trông khi đoàn tàu về đến gần quê hương mình, để kịp ném quà và thư xuống cho người thân, mà trước lúc lên đường ra trận không hề được gặp mặt điều mà trước đó tất cả đều tin rằng, với bất kỳ một người dân hậu phương nào, khi phát hiện ra những phong thư và gói quà này cũng đều tự giác, nhanh chóng chuyển đến người Nhật. Trong thời kỳ đó, cuộc sống tuy còn khó khăn, bề bộn, vất vả, thiếu thốn đủ bề, nhưng cái tình người được tôn vinh trân trọng biết bao, nhất là tình cảm giữa người ở lại và người đi xa. Họ quên mình tất cả, sẵn sàng hy sinh chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ và làm một điều gì đó tốt cho nhau. Tàu đến ga quán hành, theo thông báo chỉ dừng được 5 phút. Lần này, hai mẹ con tôi chia tay thật rồi chăng? Sự thực hay trong giấc mơ đây? Những tiếng ồn ào gọi nhau, những tiếng khóc to nhỏ lan tỏa cả đoàn tàu. Ôm chặt lấy mẹ còn thổn thức, hai mắt nhòe đi, mẹ ôm đầu vào hôn lên mái tóc tôi rồi bật khóc. Những kìm nén chịu đựng lâu nay bật bung ra trước giờ phút chia ly, hy vọng con trai mình có được may mắn thoát qua biển lửa ở chiến trường để trở về hay không. Chiến tranh đến bao giờ mới kết thúc? tất cả đã vỡ hòa trong tiếng sụt sùi, nức nở của mẹ. Ôm chặt lấy tôi nghẹn ngào nói đứt quãng. Con đi mạnh khỏe, bình an, nhớ về với mẹ. Đột ngột buông đôi tay đang còn ôm chặt đó, mẹ vội vàng nhảy xuống tàu đứng dưới sân ga vẫy chào chúng tôi khi tàu chuyển bánh. Tôi chợt bừng tỉnh và chỉ kịp hét lên. Cha mẹ và anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đợi con về. Tiếng của tôi trộn lẫn trong tiếng hét vang chào tạm biệt của mọi người không biết mẹ có nghe được lời chào cuối cùng của con trai mình không? Khi bóng mẹ nhỏ bé chứa với mong manh đang đứng ở trên sân mờ xa, xa dần, tôi không thể chịu đựng được hơn nữa và cứ thế bật quả lên khóc. Tiếng còi hú kéo dài, tiếng sình xịch của tàu chạy, át hết tất cả mọi âm thanh náo động của chúng tôi trong toa tàu và những người đang có mặt trên sân gà. Bóng mẹ và mọi người chim dần trong bóng đêm. Tôi cứ chăm chú dõi theo mãi về khoảng không đó, như cố níu vớt hình bóng mẹ được về ở bên mình mãi mãi nhưng thực tế khoảng cách giữa hai mẹ con cứ thế xa dần xa dần sau này trong suốt cả chặng đường hành quân đi miền nam và những ngày tháng tham gia chiến trận tôi ân hận vô cùng nhiều lúc cứ muốn hét toáng lên cha mẹ ơi con muốn về và nhớ cha mẹ lắm trong toa tàu giờ đây chỉ còn lại anh em đồng đội tất cả đang trên đường ra mặt trận rồi đây sau này ai trong số ngồi đây được may mắn trở về và ai là lúc đó tôi không dám nghĩ tiếp ở đây ai cũng trẻ trung, trắng trẻo, tuổi đời đều mới 19 đôi mươi còn ngơ ngơ, ngắc ngắc. Đa số đều là những chàng trai còn nguyên sơ chưa vương vấn bụi trần. Khoảng 7 giờ sáng, đơn vị dừng nghỉ ở trạm giao liên xã Hưng Dũng, Hưng Nguyên. Hai ngày sau đó, chúng tôi lên cano ngược dòng sông Lam, rẽ về nhánh sông La nghỉ ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Dòng sông La có cái tên nghe rất chữ tình bay bổng. Trước đây, không biết bao nhiêu bài ca, bài văn, bài thơ ngợi ca dòng sông một thời hào hùng và sông nặng tình đời này. Giờ đây, thực sự tôi được ngồi trên cano chạy ngược dòng sông. Nước trong xanh mắt rười rượi, lặng lẽ trôi. Hai ven bờ những bãi dâu non xanh mơn mẩn đang đến mùa hái lá. Nối tiếp là những bãi mía trải dài thân cao phủ một màu phấn trắng, bên trong chứa đầy vị ngọt. Dòng sông nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng 10 cô gái thanh niên sung phong bất tử anh hùng ở ngã Ba Đồng Lộc trong thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc các cô gái tuổi đời cũng trẻ trung như chúng tôi, đã lập nên bao chiến công oai hùng. Họ chốt giữ không biết bao nhiêu ngày đêm giữa trọng điểm ở ngã ba này, nơi mà máy bay Mỹ ném bom liên tục hòng ngăn chặn đường vận chuyển quân, lương của chúng ta ra chiến trường. Giữa những lúc mưa bom, đạn nổ, các cô đã hiên ngang ngẩng cao đầu đếm từng quả bom nổ chậm rơi xuống, sau đó, xác định vị trí, đánh dấu để sau khi máy bay Mỹ rút là kịp thời phá nổ rồi đào đất lấp hố bom thông đường cho những đoàn xe chở đầy hàng đang còn chờ ở phía sau. Rồi cũng một lần cả mười cô cùng nằm lại, khi quả bom Mỹ nổ bên cạnh, chôn vùi tất cả xuống lòng đất mẹ, để rồi sống mãi với tuổi 20 theo thời gian. Như một bài hát đã ngợi ca, trời mô xanh bằng trời can lộc, nước mô trong bằng dòng nước sông la, ai về Hà Tĩnh quê ta, nhớ chăng đôi mắt, người con gái sông la kiên cường. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân bằng ô tô vượt qua đèo ngang hùng vĩ, khi lên đến giữa lưng đèo nhìn về phía trên và dưới chân đèo từng đoàn xe ô tô chở đầy lính trẻ nối đuôi nhau kéo dài đang kiên nhẫn hối hả vượt dốc nhìn về đồng quê huyện kỳ anh một vẻ đẹp bình dị yên bình một bức tranh thôn quê mộc mạc với màu xanh lá cây trù đạm sen lẫn những mảng bạc đen của những mái nhà tranh rồi những làn khói trắng lam chiều giá như không bị những mảng màu đỏ xám phá vỡ bởi những hố bom của chiến tranh còn để lại thì bức tranh này thật sự hoàn hảo và đẹp biết bao. Cự nẫm, đây là trạm giao liên cuối cùng của rừng chân ở miền Bắc Hậu Phương. Hầu như đa số trong chúng tôi chưa một lần đến đó, nhưng từ lâu đã nghe tên thân quen về cự nẫm rồi. Có ai về rào Nam, xin vô ghé thăm vùng cự nẫm, làng chiến đấu xưa, nay đã đổi mới muôn màu. Bài hát Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Cự nẫm là một miền quê trung du nghèo nằm ở phía tây tỉnh Quảng Bình, gần sát với biên giới Việt-Lào, thôn xóm nơi đây chủ yếu là những mái nhà tranh vách đất thô sơ, lúa gạo ít, khoai sắn thì nhiều. Nhưng đường làng gọn gàng, sạch sẽ, người dân rất hiền hậu, thật thà chất phát, chịu khó chịu khổ, chăm chỉ lao động và hết lòng giúp đỡ bộ đội. Những ngày còn lại sống trong lòng dân miền Bắc, anh em đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho bà con nơi đây, tranh thủ thời gian nghỉ chờ đợi ngày hành quân lên đỉnh Trường Sơn. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều tự giác làm những công việc có ích cho hậu phương. Chỉ có trong hai ngày thôi, rất nhiều mái nhà tranh ruột nát trong thôn đã được thay bằng màu dạ mới. Những con đường vào thôn xóm giờ đây rộng rãi, bằng phẳng, sạch sẽ, khang trang hơn. Chúng tôi, những người lính trước lúc lên đường ra mặt trận, đều có một nguyện ước, mong sao cho làng cự nấm này cũng như những vùng nông thôn khác, có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Trên đỉnh Trường Sơn, ngày mùng 10 tháng 11 năm 1971, 3 giờ chiều, ô tô vận tải quân sự chở bộ đội lên đỉnh núi vượt trường sơn đường đi đá sỏi mấp mô dốc đèo quanh co nhiều đoạn đang có các đơn vị thanh niên sung phong phá đá mở rộng đường bụi cát bay trắng đục cả một vùng rộng lớn thấp thoáng hai bên đường là những cô gái thanh niên sung phong không nhìn rõ mặt chỉ nghe được tiếng cười nói vẫy chào tạm biệt chúng tôi lên đường giành chiến thắng trở về qua giọng nói xem ra các cô còn rất trẻ quá tò mò tôi muốn được nhìn rõ mặt từng cô nhưng tất cả mọi người đều bị khăn kín mặt, chỉ có đôi mắt đen lay lấy là còn nhìn rõ thôi. Trời về chiều, những chiếc xe đã bỏ lên cao, tiến gần về đỉnh núi. Đâu đây phía xa xa có tiếng ùng hoàng vọng về. Chiến tranh đã đến gần, không khí hòa bình đang dần dần khép lại sau lưng chúng tôi. Phía trước, mặt trời đã khuất dần sau dặn núi. Tiếng u u của máy bay trinh sát từ xa vọng lại. Bất ngờ, vùng trời nơi đó bừng sáng một khoảng rộng bởi những chùm cầu lửa nhỏ lơ lửng treo trên bầu trời, dừng lại rồi từ từ rơi xuống để lại một cột khói trắng ngoan ngoèo rồi vụt tắt. Bóng đêm đột ngột khép lại, phút chốc lại xé toạt ra bừng sáng lên, bởi những quả cầu lửa mới, nối tiếp rồi rơi xuống, liên tục, liên tục, điệp khúc như vậy, kéo dài suốt cả đêm. Đấy là những quả pháo sáng của các máy bay trinh sát địch bắn ra để lùng sục, tìm kiếm lực lượng bộ đội ta hành quân và vận chuyển lương thực, súng đạn ra mặt trận. Khoảng 23 giờ, từ trên đỉnh dốc, sẽ đưa chúng tôi xuống tập kết ở một thung lũng bên cạnh con suối nhỏ. Nơi đây là trạm giao liên số 5 của binh đoàn 559 hay còn gọi là binh đoàn Trường Sơn. Vị trí để bộ đội nghỉ được gọi là bãi khách, nằm dưới khu rừng già được dọn sạch sẽ. Có bếp hoàng cầm đảo âm xuống lòng đất. Khi nấu cơm không có khói và ánh sáng, tất cả đã được che kín. Ở đây có rất nhiều vị trí mắc tăng và võng. Khí hậu ở phía tây Trường Sơn khá lạnh, trời mưa giả dích, dầm dề. Mặc dù chỉ mới cách đây mấy giờ đồng hồ thôi, khi chúng tôi đang còn ở trên đất Quảng Bình trời vẫn nắng nóng như thiêu như đốt. Khí hậu nơi đây thay đổi lạ lùng. Chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn bên đông thì nắng nóng, bên tây thì lạnh, mưa. Cả đơn vị dừng lại nghỉ ở trạm năm được 4 ngày để sáp nhập với Trung đoàn Thực binh 271 do Trung đoàn trưởng Lê Ổn và Chính ủy đoàn 6 chỉ huy. Khác với những đoàn giao quân khác, Trung đoàn này luôn cơ động và độc lập chiến đấu trong mọi tình huống sẵn sàng chống quân tập kích đổ bộ và kể cả công đồn nếu như thấy cần thiết. Bởi vậy, các chiến sĩ của Trung đoàn 271 trên đường hành quân mang vắc trên vai nặng hơn những chiến sĩ đơn vị khác cùng trên tuyến đường. Ngoài ba lô, tư trang, lương thực, thực phẩm, chúng tôi còn phải đèo thêm súng đạn đầy đủ cơ số. Ngay như tôi, vũ khí mang theo so với nhiều người trong đơn vị vẫn là nhẹ hơn. Đó là một khẩu súng tiểu liên AK và 300 viên đạn khổ nhất có lẽ là những chiến sĩ ở đại đội hòa lực, công binh C-16, C-17, C-18, C-19 phải cùng nhau mang vác những khẩu súng cồng kềnh nặng nề như cối 82, DKZ-75, súng phòng 012 ly 7. Giờ đây đội hình hành quân đi vào của Trung đoàn 271 gồm 4 tiểu đoàn 7, 8, 9 và 5 cùng với các đại đội trực thuộc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 quân số gần 3.000 người. Phiên hiệu chung cho cả đơn vị trên đường hành quân là đoàn 2005D. Buổi sáng mặt trời đã lên cao. Dưới mặt đất nơi chúng tôi đóng quân vẫn không có ánh nắng lọt vào. Có chăng chỉ là những hoa nắng yếu ớt của ánh sáng mặt trời trên cao. Chọc thùng lớp lớp, lớp tán lá cây dày đặc trên đầu xuyên xuống mặt đất. Ba ngày đứng nhìn bao quát. Chiêm ngưỡng rừng già trường sơn rất đẹp và thơ mộng. Vẫn còn những nét hoang sơ của nó. Không kìm mình được trước vẻ đẹp của cảnh thiên nhiên này tôi rủ Hồng và Nam lội bộ xuống dòng suối để khám phá khu rừng xung quanh. Chúng tôi thật sự bất ngờ, trước đống cây song, loại mây rừng, to tướng nằm dọc phơi mình theo dòng suối cạn, thân cây đã giả cỗi rất lâu đời trơ vò, với một màu trắng ngà dài cả trăm mét. Thật là tuyệt, chúng ta lấy cây song này làm gậy đi. Nam lên tiếng và đưa ra ý kiến đó, tôi và Hồng nhanh chóng chấp nhận. Các cậu ơi, chúng mình phải chọn những cây song khô, có đoạn cong cong ở đầu đấy, tôi nói sau một lúc loay hoay tìm kiếm chúng tôi đã chọn cho mình những đoạn cây song giả khô ưng ý háo hức trở về để thông báo cho đồng đội mang dao ra để chặt xong trang bị cho mình một chiếc gậy tiếp bước cuộc hành trình đi bộ băng rừng vượt đèo lội suối đang chờ đón phía trước khi ba đứa đang từ dưới suối lên phía nơi đơn vị đóng quân vọng lại tiếng hát của ai đó ta vượt trên chìm núi cao trường sơn đã mòn mà đôi gót không mòn khi lên đến nơi tôi mới phát hiện ra người đang say sưa hát chính là Nguyễn Gia Thìn ở tiểu đội 6. Nhìn thấy thế, ba đứa chúng tôi cười phá lên bởi cách ăn mặc của cậu ta. Trời thì lạnh, trên đầu thìn đội mũ ấm, cổ quàng khăn, nhưng bên dưới chỉ mặc một chiếc quần xà lòn. Hai chân tím tái do lạnh, thế mà miệng cứ nghêu ngao hát. Xem ra cậu này yêu đời, vô tư, lạc quan quá. Được chúng tôi thông báo vị trí của những ổ cây song già, cả khu rừng đang yên tĩnh bỗng sôi động hẳn lên. Chiến dịch làm chiếc gậy vượt Trường Sơn được mọi người nhanh chóng hưởng ứng, triển khai thực hiện. Sa ngày nghỉ thứ hai, binh trạng tổ chức phục vụ chiếu phim cho anh em đơn vị. Thật bất ngờ, ở miền xa xôi hẻo lánh mà vẫn có phim để chiếu. Khi nghe được tin vui này, trong chúng tôi ai nấy đều háo hức, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Phim được chiếu là Thượng Cam Lĩnh, do Trung Quốc sản xuất. Nơi chiếu phim được đặt trong hang đá rộng lớn, đủ chỗ ngồi cho cả đại đội vào xem. Thật cảm phục anh em chiến sĩ binh đoàn Trường Sơn đã tận tình phục vụ chúng tôi rất chu đáo. Phim quá cũ, do chiếu quá nhiều lần nên trên màn ảnh chỉ nhìn thấy chủ yếu là những vệt sáng dài nhay nháy, trượt dọc. Hình ảnh quá mờ do phim bị xước nhiều, mà lại hay đứt nữa chứ. Nhưng không sao đối. Với cánh lính ở đây, lúc này được xem phim là hạnh phúc lắm rồi. Bên ngoài, phía trên bầu trời, những chiếc máy bay trinh sát L19 không về 10 bay về vẻ liên tục săn lùng bộ đội ta nhưng lúc này đang ở trong hang đá các chiến sĩ giao liên chiếu phim vẫn bình tĩnh nối lại những đoạn phim bị đứt để tiếp tục chiếu lên màn ảnh cho mọi người xem tiếp những đoạn còn lại phim nói về cuộc chiến giữa quân đội mỹ hùng hậu trang bị đầy đủ vũ khí bao vây một nhóm quân trung quốc vũ khí thiếu thốn không nói là thô sơ đang cố thủ trong hang đá vậy mà kết thúc phim đội quân trung quốc lại chiến thắng phía mỹ thua chết la liệt xem xong phim Chúng tôi ra khỏi hang trở về đều xôn xao bình luận, bộ phim bốc phép quá, làm gì có chuyện ngược đời như vậy. Ngày 14 tháng 11 năm 1971, chúng tôi rời trạm năm bắt đầu của chặng đường hành quân quốc bộ. Đường đi là lối mòn nhỏ dưới tán cây rừng giả sâu hun hút. Càng về cuối ngày, hai chân và hai vai tôi đau nhừ, xương tấy đỏ. Chiếc ba lô cồng kềnh và bao gạo đầy 7 kg sau lưng ghi nặng đôi vai. Cổ như muốn rời ra khi dây đeo súng tiểu liên AK kéo gò đầu xuống lưng bụng thì đau thắt, như chia thân thể ra làm hai phần, bởi vòng quanh nó là một dây lưng bản rộng, được treo vào đủ mọi thứ xung quanh. Nào là bình tông đầy nước, dao găm, lựu đạn rồi hộp thuốc cá nhân. Mệt quá, nhiều lúc tưởng như đứt hơi muốn đổ vật lên đường. Tôi lê từng bước mệt nhọc, loạn quạng đuổi theo đoàn quân. Trước khi lên đường đi vào, tôi đã cân kiểm tra trọng lượng cơ thể của mình, được 45kg, cao 1m65 lúc chưa nhập ngũ được mọi người trong gia đình gọi là cái dây của họ võ thực ra không riêng gì tôi thời kỳ đó thể tạng người dân miền bắc cơ bản là vậy nếu có ai đó mà đi ra ngoài đường cũng chỉ gặp đa số là những người gầy chả có mấy người béo mập qua hai cuộc chiến tranh ác liệt đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người lấy đi không biết bao nhiêu sức lực trí tuệ của cả dân tộc cả nước ai cũng sống trong khó khăn gay go ác liệt thời gian sống trong yên tĩnh hòa bình chả có được là bao thời gian dành cho sản xuất xây dựng cuộc sống chả còn được mấy tất cả mọi người đều lo lắng chống đỡ chiến tranh tất cả tập trung ưu tiên cho tiền tuyến với khẩu hiệu thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người bước sang ngày thứ hai hành quân quốc bộ cái đau mỏi mệt càng dày vỏ tôi mãnh liệt chưa lúc nào thấy thể xác mình bị hành hạ đau đớn đến tột cùng như vậy tất cả như muốn vỡ tung ra cho em nghỉ đi thủ trưởng ơi dọc tuyến đường hành quân Tôi đã gào lên rất nhiều lần, nhưng đoàn quân vẫn không mảy may dừng lại, tất cả mọi người vẫn cứ nối đuôi nhau lặng lẽ hành quân, hành quân. Những ngày tiếp theo, con đường nhỏ chúng tôi đang đi được nối ra con đường lớn, dành cho phương tiện vận tải, cơ giới cắt qua con đường 9, đoạn từ XEPON, Nam Lào về Lao Bảo, đến thị trấn Bản Đông. Nơi đây, còn để lại dấu tích chiến thắng vang dội của bộ đội ta đã đập tan cuộc hành quân chiến lược của quân đội Việt Nam Cộng hòa với mật danh Lam Sơn 719, hòng cắt đất yết hầu tiếp tế quân, lương của miền Bắc hậu phương cho cuộc cách mạng ở miền Nam. Những chiếc xe tăng M41, M113, xe vận tải, súng đại bắc 105 ly, ly của quân đối phương bị thủng vào vỡ toát ra từng mảng nham nhở, nằm rải rác ngổn ngang trong khu rừng đất đỏ, cây cối gục đổ tan hoang, mặt đất bị cày xới tứ tung khắp mọi nơi. Trong trận chiến này ta đã bắt sống được đại tá quân đội Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thọ, chỉ huy cuộc hành quân. Chúng tôi vượt qua sông Xê Băng Hiêng bằng thuyền, dòng sông trong xanh, mắt rượi. Ngồi trên thuyền, tôi cứ ước ao mãi, giá như mình được vùng vẫy bơi trên dòng sông này. Chắc rằng sự mỏi mệt, đau đớn trên thân thể mình ít nhiều sẽ được vậy đi trôi theo dòng sông đang chảy mãi, chảy mãi. Ba ngày, trên đầu trời, những chiếc máy bay trinh sát L-19, không V-10 luôn luôn vè vè lùng sục quân ta. Đâu đó, tiếng ủng, hoàng xa xa vọng lại. Còn về đêm, những chiếc máy bay cánh quạt bà già C-130 ầm ầm, y y thay nhau bay dọc tuyến đường đi vào của bộ đội ta, soi mói bắn phá. Thỉnh thoảng chúng lại bắn một loạt đạn từ trên cao xuống. Tiếng nổ nghe, binh bùng, binh bùng mà chúng tôi gọi là xin thùng, xin thùng, thùng xe cơ giới. Máy bay này được trang bị kính ngắm hồng ngoại, nên chúng bắn vào những chiếc xe vận tải của bộ đội ta chạy trong đêm khá chính xác. Cánh lính lái xe Trường Sơn gọi là máy bay tử thần chúng tôi đi đến những đoạn đường bà ta Luy bị vùi dập do bom đạn địch trên máy bay vừa ném xuống. Nơi đây bộ đội và thanh niên sung phong đang hối hả vần đá, san lấp mặt đường, để kịp cho những đoàn xe vận tải còn chờ ở phía sau chạy ra mặt trận. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Đoàn quân đã vượt qua không biết bao nhiêu con dốc, con suối, những thửa ruộng, bản làng nghèo của dân Lào thưa thớt nằm dọc tuyến đường đi vào. Nơi đây, người dân mang theo những bát gạo, quả bầu, quả bí, con gà của mình, ra hai bên đường ngồi chờ đón bộ đội đi qua để đổi một gói muối, một ít mì chính hay một chiếc khăn mặt, kể cả những hình tranh ảnh cô gái miền Bắc duyên dáng đẹp dịu dàng. Người dân lào nghèo nàn, hiền hậu, thật thà, chất phác rất dễ tin người. Chính vì điều đó mà có một ai đó đã láu cá, lấy bánh xà phòng bảo là lương khô để đổi lấy hàng của họ. Lúc gặp chúng tôi họ cứ trách mãi. Cái bộ đội ngày hôm qua không tốt, hắn đổi cho mình một cục lương khô bảo đem về ăn đi nhưng sao khó ăn quá mình mất tiền nên phải ăn thôi là cánh lính với nhau chúng tôi cảm thấy ngượng ngùng không đồng tình về lối đùa quá mức đó những người đàn ông nơi đây da đen bóng trên mình chỉ khoác chiếc khố màu đen bé nhỏ ở phần bụng dưới bên hông họ luôn mang theo một con dao trên vai vác chiếc rìu miệng liên tục ngậm một điếu thuốc lá cháy dở những người phụ nữ màu da cũng không trắng hơn được mấy trên mình chỉ khoác chiếc váy thổ cầm sờn không rõ hoa văn, phía trên không có áo mà chỉ choàng một tấm khăn tự dệt, màu nâu đen để chống rét. Họ ngồi bên cạnh những món hàng bày ra trên mặt đất, chờ đổi một thứ nào đấy để mang về. Dân tộc Lào có hai sắc tộc, Lào lum da trắng, Lào thương da đen. Một điều đặc biệt đối với những người phụ nữ ở đây, luôn có một thứ bên mình mà không lúc nào xa rời, là vật bất ly thân của họ. Đó là chiếc điếu che khá lớn, như điếu cày hút thuốc. Có nó điếu to tướng, miệng bằng cái bát ăn cơm, bên trong chứa khoảng một vốc sợi thuốc lá màu xanh, kèm thêm một cục than hồng đang cháy âm ỉ. Miệng của họ luôn gắn chặt với chiếc ống điếu, không một lúc nào rời ra. Ngay cả khi dừng lại để trả lời chúng tôi, cũng chỉ có hờ nửa miệng ở ngoài để đáp lại, tuyệt đối không bao giờ dứt hẳn xa. Buổi sáng giữa rừng giả đại ngàn trường sơn nếu như không có tiếng vè vè máy bay trinh sát và những tiếng ủng hoàng của bom đạn thì nơi đây đẹp thơ mộng lạ thường những tiếng hú lanh lành trói tai của đàn vượn gọi bầy giấy lên từng đợt những tiếng ríu rít của đàn chim tìm quả ở những tán cây trên đầu chúng tôi đi qua thỉnh thoảng phía bên kia sườn núi lại vang lên từng hồi đơn độc của chú chim bắt cô trói cột được gọi là khó khăn khắc phục tiếng chim như nhắc nhở mọi người vượt qua mọi khó khăn để tiến lên phía trước có lẽ âm thanh rộn ràng và náo động nhất nơi này là những bước chân tiến quân rầm rập của chúng tôi đến lúc này tôi không nhớ mình đã vứt bỏ chiếc gậy vướng víu từ lúc nào chắc là chỉ sau mấy ngày hành quân bộ đầu tiên. Quan sát hết lượt mọi người, đến giờ này không ai còn gậy nữa. Dù có đau nhức, mệt mỏi đến mấy vẫn không được phép tự ý dừng lại. Tất cả lúc này chỉ một hướng hành quân, hành quân. Những sáng kiến giảm trọng lượng trên vai của anh em trong đoàn đã xuất hiện. Bắt đầu từ những chiếc quần áo lót, đến đôi giày, bít tất, những quyển chuyện giày, mỏng đều cảm thấy không cần nữa. Tất cả được treo lên thân cây ở trạm nghỉ mà chúng tôi vừa tạm biệt giờ đây cả một bãi khách rộng lớn phủ đầy những thứ vừa được bỏ ra song cái nặng trên người vẫn còn đeo bám chặt kiên trì không buông tha cho chúng tôi nhưng công bằng mà nói lúc này ai nấy đều cảm thấy đỡ nặng và đỡ vướng víu hơn trước nhiều phải giảm cân nữa một ý kiến ai đó trong đơn vị đề xuất nhưng còn giảm gì được đây khi súng đạn áo quần chăn màn ba lô thuốc men không thể bỏ được rồi một sáng kiến mới nữa được đưa ra phải cắt bỏ đỉnh màn thôi mọi người nhanh chóng chấp nhận và thực thi ngay mặc dù trọng lượng đỉnh màn chỉ được vài lạng thôi nhưng đối với chúng tôi lúc này cứ giảm được gam nào hay gam nấy trước màn giờ đây đã bỏ đỉnh đi khâu lại hai mét tạo thành màn hình chữ a rất tiện lợi cho mắc màn khi nằm võng phải thưởng huân chương cho ai đã đề xuất sáng kiến này đang mải mê bước theo đoàn quân tôi nhận được khẩu lệnh phía trước truyền về và vội vàng quay lại truyền lệnh cho người đi sau qua sông cởi quần đó là mệnh lệnh, nên cánh lính chúng tôi chấp hành rất nghiêm, không một chút chần chừ. Giờ đây, ai nấy trên mình chỉ còn độc một chiếc áo dài trên người. Riêng chiếc quần đã được vắt qua cổ. Phía dưới thật sự được hoàn toàn tự do, vì tất cả anh em đã lâu không còn có khái niệm về đồ mặc lót nữa. Những thứ này đã nằm lại ở các trạm phía sau từ lâu rồi. Chúng tôi đi mãi mà chẳng thấy con sông. Phải chăng, chỉ có khoảng trống rộng của con suối cạn kéo dài nằm ở phía trước nơi đấy xuất hiện một đơn vị nữ thanh niên sung phong đang ghép đá làm đường cho xe cơ giới qua. Tiếng cười khúc khích dâm gian. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt nhìn xuống. Không kịp mặc quần nữa rồi, rất may còn có hai tà áo lính dài, đủ che kín những thứ cần che. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn ngượng ngùng đỏ chín mặt khi đi qua những cô gái trẻ trung, hồn nhiên và hóm hình này. Thì ra, cậu nào phía trước trong đoàn đã truyền lệnh đùa cợt tai hại đó, đặt tất cả mọi người ở phía sau vào tình huống thật khó xử giá như không có chuyện vừa rồi xảy ra, tất cả chúng tôi đã là hét trêu đùa thoải mái với chị em. Đã lâu rồi, anh em chưa hề gặp bóng dáng một cô gái người Việt Nam nào. Lẽ ra, đây là dịp may hiếm có để nhớ về những ký ức quê nhà. Cứ hành quân vượt qua 10 trạm giao liên, cả đơn vị lại được nghỉ một ngày để nhận lương thực, thực phẩm cho những ngày tiếp theo. Đã lâu rồi chúng tôi không được nhìn thấy một cọng rau. Đói ăn, đói rau làm tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy nôn nao khó chịu được một ngày nghỉ, cả tiểu đội tôi chia nhau xuống suối tìm các loại rau ăn được như cây môn thục, rau dớn, cây dương sỉ, măng tre, le, nứa hoặc tìm trên những khoảng rừng trống xung quanh miệng hố bom đã lâu ngày, cây cối cháy đổ, nơi đây cây rau tàu bay mọc rất nhiều. Cũng vì sự thèm khát rau xanh nên đã có những bếp ăn, anh em hái rau môn thục nhầm sang cây rau ngải, vì hai loại cây này hình dáng bên ngoài khá giống nhau. Ăn phải rau này sẽ ngứa từ trong ruột ra tận miệng cái ngứa khó chịu đến mức muốn thò cả tay vào trong bụng để cào hết cỡ cho đỡ ngứa nồi rau đã nấu chín nhìn vào rất hấp dẫn và ngon vì nó đã ngốn không ít mì chính nhưng cũng đành phải nhắm mắt đổ đi tiếc đứt ruột mà phải chịu càng ngày chúng tôi càng có kinh nghiệm về kiếm rau rừng tất cả những loại cây lá có vị đắng ngọt tuyệt đối không đụng đến rất dễ bị ngộ độc còn những loại rau lá có vị chua có thể vô tư ăn được những bí quyết này do cán bộ binh trạm trường Sơn truyền lại cho. Đêm nay nghỉ ở trạm giao liên, chúng tôi được thông báo chuẩn bị tinh thần và đồ đạc buộc chặt gọn gàng, cơm nắm và nước mang theo đầy đủ để ngày mai hành quân vượt qua dốc cao. Khi vừa nghe được thông báo từ ban chỉ huy đại đội, tôi cứ nghĩ rằng chắc dốc này cũng chỉ cao hơn một chút so với cả nghìn con dốc đã đi qua. Song thực tế khi đến chân dốc mới thấy được độ cao nguy hiểm và khó khăn của nó. Dốc đá tai mèo thẳng đứng, không thể vượt qua được. Nếu như không có những chiếc thang dây làm bằng cây song to giả rất vững chắc, được chiến sĩ binh trạm giao liên đã cố định vào vách đứng núi đá theo từng đoạn, từng đoạn một. Đứng ở dưới, nhìn lên những chiếc thang dựng đứng treo leo lờ mờ trong mây trắng đang trôi bồng bềnh, tôi cảm thấy dùng mình khi nghĩ đến đang phải đu bám trên những bậc thang chân vinh đó. Khi trên mình không mang vác một thứ gì mà vượt qua được con dốc treo leo, dựng đứng, cao vút này, đã là một kỳ tích rồi. Còn bây giờ, người mang nhẹ nhất như tôi đã là 25 kg ở trên vai, mà lại cồng kềnh nữa chứ. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không cho phép chùn bước dừng lại. Tất cả mọi người phải cùng nhau tiến lên. Trèo lên dốc cao dựng đứng, tất cả ai nấy phải dò dẫm từng bước chân một ở những bậc thang phía dưới. Tay nắm chặt từng bậc thang phía trên, gồng mình đu người kéo lên, nhích dần từng bậc một. Đầu người dưới đội người trên từ từ dịch chuyển. Càng lên cao gió càng thổi mạnh, mây mù bao phủ dày đặc che mất tầm nhìn của chúng tôi. Những hạt nước trong mây nhỏ li ti phào vào mặt, vào cổ thấy lành lạnh, bút bút. Có những đoạn dốc khi đang còn cố sức leo, trời bỗng nhiên quang đãng, trong vắt. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, một lớp mây trắng dày đặc, xốp nhẹ, bồng bềnh lặng lẽ trôi. Mặt đất ở dưới hầu như không còn tồn tại. Tôi chỉ thấy ở nơi sâu thăm thẳm ấy mờ mờ một màu xanh cây rừng, thoát ẩn, thoát hiện. Nhìn ra các phía xung quanh, Nơi xa xa kia là những ngọn núi đang thập thò nhô lên trên biển mây trắng dập dềnh, minh mông. Người tôi cảm thấy say say, bay bổng, bồng bềnh. Nhiều lúc không dám nhìn xuống nữa, mà cứ ngỡ mình như đang lạc vào chốn bồng lai. Trong lúc đó, núi đá tai mèo và chiếc thang ẩm ướt trơn tuồn tuột. Chỉ cần sơ sể một chút, tay bám bậc thang không chắc là bị tuột ngay, cả người sẽ rơi xuống tan tành không biết đi về đâu. Đang mải mê bám chặt từng bậc thang để đu mình lên, Tôi giật mình khi nghe tiếng ai đó la lên. Mẹ ơi, con chết mất. Ngay sau tiếng la đó là tiếng của nam sát ngay trên đầu hét lên. Hồng ơi, bám chặt và áp mình sát vào thang. Hãy đứng yên và nhắm mắt lại, đừng có nhìn xuống dưới. Ngay tức thì nam gồng mình đội Hồng để không cho cậu ta ngã ngửa người ra sẽ rơi xuống dưới là vực sâu hun hút. Mặc dù lúc này trên người anh cũng đang mang vác rất nặng trên 25 kg. Cả đoàn quân đang bám chặt vào chiếc thang nhỏ bé dựng đứng mong manh chuyển động lên trên đều đều chậm rãi đột ngột dừng lại cũng là tiếng của Nam ở trên đầu tôi la lớn tất cả anh em hãy mang giúp Hồng một số thứ trên người cậu ta đầu thì đội bạn lên một tay phải nắm chặt từng bậc thang dây còn một tay nữa Nam nhanh nhẹn giúp bao gạo căng tròn trên vai Hồng xuống đưa cho tôi mang giúp có lẽ do thế đứng lúc đó rất khó khăn trên người còn mang vác quá nhiều thứ nặng cồng kềnh nhất là phải bám chặt thang leo được đến đây qua một chặng đường rất dài đã vắt kiệt sức của Nam cũng như tất cả mọi người. Nên khi vừa trao bao gạo đó cho tôi, anh đã trượt tay để nó rơi xuống. Nhìn theo bao gạo căng tròn bạc màu cỏ úa lao vun vút sàn sạt bên cạnh đoàn quân, xuống nơi sâu hung hút ấy, chìm vào trong đám mây trắng trôi bồng bềnh phía dưới, tôi bỗng cảm thấy người chồng chành, trao đảo, quay cuồng, hoảng sợ, lâng lâng. Chiếc hang vào vách núi ngay sát mặt mình đang đào đào xoay tròn. Biết mình đã bị choáng ngợp và say say ở độ cao này, trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Phải nhắm ngay mắt lại, tay bám chặt lấy bậc thang, ép sát người vào, kiên quyết không được bỏ tay, nếu không như bao gạo đang rơi xuống nằm dưới vực sâu đó. Phía trên đầu hồng, anh em cũng đang một tay bám chặt vào bậc thang. Một tay cố gỡ những thứ còn đeo trên vai, trên cổ cậu ta như khẩu súng AK, chiếc sẻng cá nhân, truyền lên trên cho đồng đội mang giúp. Chúng tôi dừng lại giữa lưng chừng dốc một lúc, Nam động viên Hồng. Cậu đã thấy đỡ chóng mặt chưa? Cố gắng lên. Hãy nhìn vào bậc thang mà bám chặt vào nó. Cậu đừng có nhìn xuống dưới và hai bên nữa. Dũng cảm lên. Mình và mọi người luôn bên cậu. Mặt trời đã chết về hướng Tây. Cả đơn vị dừng lại nghỉ ở một khoảng trống. Nơi lưng chừng dốc để lấy cơm nắm ra ăn. Lúc này, tôi mới đủ can đảm đưa mắt quan sát về phía chân dốc. Thật kinh ngạc và khâm phục làm sao khi được chứng kiến anh em trong đại đội súng cối 82. C16 đang vận chuyển khẩu súng to lớn, cồng kềnh, nặng nề vượt qua dốc thẳng đứng này. Người này kéo, người kia đẩy những chiếc nòng pháo to tròn, dài ngoãng, nặng trịch bóng loáng và chân tuồn tuột. Hoặc là từng người một phải mang sau lưng những chiếc đế, bộ chân pháo bằng sắt rất nặng và cũng khá cồng kềnh. Tất cả đều kiên nhẫn, lầm lũi, dò dẫm bám vào từng bậc thang mà nhích từng tí một để vượt qua con dốc cao kinh hoàng. Dưới kia, có những người đã mang ba lô cồng cành sau lưng, còn gánh trên vai thêm sáu quả đạn cối. Họ đang cố ép người sát vào chiếc thang dựng thẳng đứng, trên vinh nhỏ bé, để tránh xảy chân trượt ngã rơi xuống. Hóa ra việc mang vác nặng trên vai, so với các anh, chúng tôi còn hạnh phúc chán, là cánh lính với nhau, xin bái phục. Bái phục, con dốc này được gọi là dốc bắc thang lên trời. Chiều về, cả đơn vị đã vượt qua đỉnh dốc, cứ nghĩ rằng lên được dốc là khó, nhưng khi xuống được dốc khó khăn nguy hiểm cũng không kém. Ở phía bên này, độ dốc thoai thoải không thẳng đứng, không dài như ở phía bên kia. Nhưng từ trên cao nhìn xuống vực sâu hun hút nằm ở phía dưới cũng sợ. Nó đã sâu lại còn bị lớp mây mù che phủ bên trên, trông cứ mờ mờ, ảo ảo chả thấy gió đáy vực đâu. Nhìn thấy thế, tôi hái thoát cả tim, nhưng rồi cuối cùng, tất cả mọi người đều an toàn vượt qua được cửa ải kinh sợ đó. Rừng già đại ngàn của lào rộng lớn mênh mông, đi mãi đi mãi vẫn không hết nơi đây là những cánh rừng nguyên sinh với những thân cây cổ thụ to lớn đến cả chục người nối tay ôm xung quanh vẫn không xuể những tán cây vươn rộng đan sen tầng tầng lớp lớp phủ kín hầu như che khuất ánh sáng mặt trời khó mà lọt qua được cảm giác như mình là những người đầu tiên đặt chân đến đây thỉnh thoảng tôi bắt gặp một chú chim đại bàng đất đang ngủ ở trên tán cây cao cổ thụ trên đầu nó giật mình tỉnh dậy vỗ cánh bay đi khi nghe tiếng rầm rập rầm rập của những bước chân chúng tôi đang hành quân ở phía dưới tiếng vỗ cánh của chim đại bàng nghe oàm oạp oàm oạp chậm rãi sải cánh rộng đến cả chục mét nó đang bay xa dần xa dần khi đi bên triền núi nhìn xuống thung lũng sâu thẳm một màu xanh trải rộng bao là xa hơn nữa là những ngọn núi cao cao chót vót có bốn mùa mây trắng ôm ấp bao phủ quanh mình vẻ đẹp nơi đây thật diệu kỳ huyền ảo biết nhường nào đến gần một con suối nhìn lên phía trước xa xa Tôi thấy một chiếc cầu treo vắt vẻo trên hai đầu ngọn cây nối liền con suối. Nó đang đung đưa dập dình theo nhịp bước của bộ đội hành quân. Từ xa nhìn về, cứ ngỡ quân ta đang bước đi trong không gian lơ lửng giữa trời. Những chiếc cầu treo này được bộ đội Trường Sơn xây dựng bằng những sợi cây song già lâu đời. Có thành lan can cũng bằng những đoạn thân cây song ngắn làm bảo vệ hai bên. Phía dưới mặt cầu là những đoạn tre giả kết lại, cố định trên những sợi dây đó vắt vẻo qua con suối và buộc chặt ở đầu ngọn cây của hai bên bờ dáng chiếc cầu treo rất đẹp và bay vút khi đoàn quân chúng tôi đi qua ai ai cũng trầm trồ thán phục về những đôi bàn tay khéo léo của bộ đội trường sơn tạo nên những con suối ở trường sơn mùa lũ về nước ngập đến ngọn cây chỉ có loại cầu treo này bộ đội ta mới vượt qua suối trong mùa mưa lũ được đến lúc này tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của chiếc cầu treo trong bài hát đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ vũ trọng hối năm nào từng bờ khe cầu treo ngọn cây cảnh đẹp như dục tâm hồn tôi chúng tôi được thông báo chuẩn bị cho ngày hôm sau. Mỗi người phải mang ba nắm cơm, nước uống tăng lên so với những ngày qua, để vượt con dốc cao nhất từ trước tới nay. Cứ ngỡ con dốc đã vượt bằng thang dây cao phát khiếp rồi, giờ đây lại có cái cao hơn nữa. Tôi rất lo lắng, hoang mang. Mà ngoái oăm thay, cậu lượng to béo nhất tiểu đội lại đang lên cơn sốt ác tính, người co giật liên hồi. Như vậy, tính từ ngày đi vào cho đến nay, cả đại đội tôi có sáu người bị những cơn sốt rét quật đổ mặc dù trước đó và ngay cả bây giờ và một ngày quy định trong tuần tất cả mọi người đều được uống thuốc phòng chống sốt rét một đúc kết của cánh lính chúng tôi ở trường sơn hầu như những ai có thân hình to béo là những người được thần sốt rét đến viếng thăm đầu tiên cậu lượng cũng nằm trong diện đó phía trước là đường dài thăm thẳm những dốc đứng cao trên vai lại mang rất nặng quá sức chịu đựng của từng người sao cậu ta lại chọn sốt vào thời điểm khó khăn này để hành hạ anh em chúng tôi lẽ ra cứ để cho qua ngày mai khi cả đơn vị vượt qua được con dốc này rồi lúc đó hãy sốt khó khăn vất vả mệt nhọc chúng tôi nói vậy thôi chứ như tất cả mọi người trong tiểu đội ai nấy đều thương lượng vô cùng khi tận mắt chứng kiến cậu ta lên cơn sốt hầm hập người run bần bật không ăn được một tí gì vào bụng chỉ có hút một ít nước cơm cơn sốt của lượng đã được dự đoán trước đó mấy hôm nhưng không biết nó sẽ xảy ra vào thời điểm nào vì mấy ngày vừa qua cậu ta đòi ăn rất nhiều và liên tục kêu đói Đấy là biểu hiện của những người sắp lên cơn sốt và sau khi cắt cơn sốt. Đầu tiên là cái rét đến rất nhanh, rét tận trong ruột rét ra. Rét dùng mình, rét đến gai cả người. Hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập liên hồi. Hai mắt trắng dã, môi tím tái. Người nằm co quắp run rẩy và giật theo từng cơn. Mặc dù đã đốt đống lửa bên cạnh nhưng vẫn không có một tác dụng gì. Chúng tôi mặc hết áo quần cho lượng và tập trung hết cả chăn. Màn phủ kín, nhưng cậu ta vẫn run cầm cập, rên hừ hừ, liên tục kêu rét, thỉnh thoảng người lại lên từng cơn co giật. Sau đợt rét là cơn sốt hầm hập, nhiệt độ trong người lên 40 đến 41 độ C, dẫn đến mê sảng, co giật, nói ú ớ, mồ hôi vã ra như tắm, mắt trắng giã. Nếu như không có cấp cứu, chăm sóc kịp thời, sẽ chuyển sang cơn ác tính, đành phải ngậm ngùi chia tay vĩnh biệt mọi người, một mình nằm lại trên mảnh đất trường sơn xa xôi và hiểm trở này. Những trường hợp bị sốt ác tính đã xảy ra không ít đối với cánh lính chúng tôi. Nếu không chết thì suốt cả cuộc đời còn lại cũng bị tâm thần ngơ ngẩn. Có những chiến sĩ ở đơn vị khác bị cơn sốt rét đến bất chợt trong lúc đang còn hành quân. Mắt hoa, tai ủ, người run rẩy đành phải đi chậm tụt lại sau. Không thể đuổi kịp anh em ở phía trước đang đều nhịp bước hành quân, buộc phải nghỉ qua đêm ở ven đường. Ngày hôm sau, đơn vị cử người quay lại tuyến đường đã qua để đón tìm khi trông thấy chiếc võng mắc ở cạnh lối đi đến nơi vẫn thấy anh nằm im nhưng bị chết từ lúc nào mỗi rừng sông phù đầy mình những cái chết thương tâm thỉnh thoảng vẫn xảy ra với các chiến sĩ đang hành quân trên giải trường sơn này để tránh được những tổn thất trên cả đơn vị tôi luôn quán triệt sâu sắc kỷ luật hành quân quân số được quản lý và kiểm tra chặt chẽ từ tổ ba người trở lên có ai đó trên đường bị sốt rét việc đầu tiên phải tự mình chống gậy bước theo cùng đơn vị còn ba lô súng đạn anh em trong tiểu đội phân công nhau mang vác hộ. Nếu bị sốt quá nặng không thể nào đi được, lúc đó mọi người sẽ thay nhau cáng theo. Tất cả chúng tôi đều xót xa, thông cảm chia sẻ những gì đang hành hạ lượng. Trong lòng ai nấy đều thầm mong cơn sốt tai quái kia sớm chấm dứt, để đến sáng ngày mai cậu ta tỉnh lại và tự mình sẽ bước đi cùng với anh em. Buổi sáng, trước lúc lên đường, mọi người trong tiểu đội phải chuẩn bị tinh thần thay nhau cáng lượng vượt dốc. Tôi người cao, Gầy linh khinh được phân công mang giúp cậu ta chiếc ba lô cồng kềnh. Như vậy, trong lúc này ngoài súng đạn và bao gạo đầy 7 kg, còn phải khoác trên vai mình thêm hai ba lô nữa, tổng cộng trọng lượng mang theo hơn 35 kg mà vẫn theo sát cùng đoàn quân. Còn dốc này không dựng đứng như dốc đá tai mèo đã qua, độ cao cứ đều đều, con đường đất trải dài, ngoằn nghèo rộng rãi. Tất cả mọi người cứ lầm lũi, nặng nề bước đi lên dốc đầy bùn nhão nhuệt, chân tuồn tuột chúng tôi dò dẫm bấm đầu ngón chân xuống mặt đường để chống trượt ngã. Cũng may, những đôi dép cao su do Trung Quốc sản xuất có quai rất bền, khó tuột, đế dép không dày, độ mỏng vừa phải nên việc đi lên, xuống dốc có thuận tiện hơn. Ba lô súng đạn trên vai đè nặng như muốn lôi tôi lao tuột xuống vực sâu thăm thẳm ở phía dưới. Ở nơi đây bốn mùa mây mù bao phủ, những hạt nước li ti của đám mây là là bay qua phả vào người, vào mặt lành lạnh, bút bút. Chúng tôi tiếp tục hành quân trong đám mây mù, bước đi trên mặt đường đầy bùn nhão nhoẹt, buộc những người vừa cáng lượng vừa chống gậy dò đường. Có một lần đến đoạn quá lầy, chiếc võng đung đưa, loạn choạng, trao đào. Lúc đó, Tại và Tiếu đang cáng lượng trên vai đành khựng lại, hai chân và chiếc gậy gắn gượng đứng trụ ở mặt dốc nghiêng trơn tuột. Phải đến một lúc sau đó, chiếc võng mới trở lại nhịp điệu lóc ban đầu. Thật hú vía, chỉ cần chân cậu Tại trượt lệch sang bên phải một chút thôi, khoảng cách không đầy 10 phân nữa là cả ba người cùng chiếc cáng sẽ rơi xuống vực sâu thăm thầm rồi. Đã quá trưa, tất cả đơn vị chúng tôi dừng lại giữa lưng chừng dốc để tạm nghỉ và mở nắm cơm thứ hai ra ăn. Gió ở trên cao thổi vù vù, không gian bao quanh phủ một lớp mây mù trắng đục, phả vào áo quần và mặt chúng tôi ướt đẫm nước. Lúc này mới cảm nhận được cái rét tê bút trên cao của đỉnh Trường Sơn. Trước khi đang còn còng lưng mang vác hai chiếc ba lô nặng trĩu, cùng súng, đạn với bao gạo đầy, gồng mình lê bước theo đoàn quân leo rốc mồ hôi trong người vẫn tuôn ướt đầm đìa trời đã về tối cả đơn vị tôi cố leo lên đến đỉnh dốc rồi mới nghỉ qua đêm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua điểm cao nhất của giải trường sơn hùng vĩ này ở trên này hoàn toàn không có nước nếu có nấu cơm cũng không thể chín được vì nhiệt độ nước sôi nơi đây chỉ đạt được mấy chục độ do đỉnh núi quá cao so với mặt biển nên không khí rất loãng vì đã chuẩn bị nước và cơm nắm mang theo từ trước nên việc nấu được cơm không còn ai quan tâm nữa để vượt được con dốc này chúng tôi phải ăn đến ba nắm cơm ở dưới chân lưng chừng và cuối cùng là trên đỉnh bởi vậy nó được gọi là dốc ba nắm sáng ngày hôm sau cả đơn vị tiếp tục hành quân về phía bên này đường đi đã thoai thoải rất nhiều chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như vậy là rất thuận lợi chứ không vất vả nguy hiểm như ngày hôm qua rừng nơi đây có đặc trưng riêng biệt nó được hình thành theo từng chủng loại cây rừng cây bằng lăng xăng lẻ với cả một cánh rừng rộng mênh mông chỉ có độc một loại cây bằng lăng. Cây cao thẳng đứng mọc thưa không dày đặc, vỏ thân cây khoang đốm trắng bạc như màu vỏ cây ổi già. Ông rừng làm tổ rất nhiều, trong những hốc cây nằm ở trên cao. Rừng cây khộp, cây dầu chai, thưa thớt, mùa khô cây trụi lá trơ cành. Những chiếc lá khộp to hơn chiếc bánh đà nướng đã khô rụng đầy, phủ kín mặt đất. Khi chúng tôi đặt chân vào, tiếng vỡ ra nghe kêu rôm rốp. Rừng le phủ kín và dày đặc cây cao độ khoảng 5 đến 7 mét, với một màu xanh trải rộng mênh mông nằm dọc hai bên bờ suối, bờ sông. Nơi đây có rất nhiều loại thú sinh sống, đặc biệt là lợn rừng, chúng đi kiếm ăn theo từng bầy đàn. Và có rất nhiều vắt rừng như những con đỉa nhỏ bằng que diêm bám sống trong các bụi lè. Chỉ đợi khi đoàn quân chúng tôi đi qua là bắn ra tanh tách vào vùng da thịt để hở, như cổ, tai và trên mu bàn chân. Chúng bám rất chặt, tranh nhau hút máu mà không hề gây cảm giác đau đớn hay khác lạ cho ta biết để mà gạt bỏ đi khi phát hiện được thì con nào, con nấy đã căng tròn đầy máu, to hơn đầu đũa. Chụp đầu vào vết thương như một bông hoa nhiều cánh đen ngòm, loang máu đỏ trên nền da trắng nhợt. Đa số anh em khi vừa phát hiện ra chúng hoảng sợ quá nhảy cẫng lên la hét cầu cứu bạn bè đến giúp đỡ. Kinh nhất là loại vắt sọc xanh. Chúng có thể tự bắn xa đến 3-4 mét từ trong bụi cây ra mặt đường. Những vết thùng trên mặt da do vắt để lại, máu không chịu đông mà cứ chảy ra mãi. Muốn khắc phục được ai may mắn có một rúm nhỏ thuốc lá thuốc là dịt vào đó còn không thì nhai vội một ít lá le rừng đắp vào. Nhưng phải mất một thời gian khá lâu máu ở đấy mới chịu đông ngừng chảy. Vượt qua sông Nậm Bạc, cả đơn vị dừng lại nghỉ ở trạm 62 một ngày. Dọc bờ sông nơi đây, các kho chất đầy bao tải gạo, nằm rải rác khắp nơi. Cánh lính chúng tôi rất đói, nhìn thấy nhiều gạo mà phát thèm, nhưng đành chịu nhịn. Lãnh đạo đơn vị đã liên tục nhắc nhở quán triệt mọi người nhiều lần, phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, không được đụng chạm đến bất cứ thứ gì của binh trạng hành quân song song với trung đoàn tôi còn có đơn vị giao quân thuộc quân khu hữu ngạn trong đoàn chủ yếu người hà nội và hà tây trên đường đi đôi bên đã nhiều lần chiêu chọc nhau cũng có lần suýt xảy ra đánh lộn vì những câu nói đùa chưa hiểu ngay được đằng ấy quê ở đâu đấy bọn mình ở hà nội hà nội ở xóm nào thế là đối phương đang còn vui vẻ bất ngờ chuyển ngay sang giận dữ và chửi toáng Mẹ chúng mày chứ? Hà Nội làm gì có xóm? Thế ở Hạ Hội không gọi là xóm, thì gọi cái gì? Hạ Hội từ thập niên 80 thế kỷ 20 trở về trước gọi là xóm. Mọi người đang ở trạng thái hầm hầm tức giận, bỗng nhiên bật òa cười phá lên vui vẻ với nhau như lúc đầu vừa gặp mặt. Buổi chiều, trong lúc đang nằm trên võng mơ màng, tôi giật mình nghe hai tiếng súng đoàn đoàn của ai vừa bắn ra. Ngay sau đó là tiếng bước chân chạy rầm dập ở phía bãi nghỉ thuộc đoàn Hà Nội cùng với những tiếng la hét vang lên lính của trạm giao liên bắn chết người rồi chúng tôi vội vàng vùng dậy ra xem được chứng kiến thấy một tốp người tay cầm gậy dao sẻng cá nhân đang kéo đến bao vây kho gạo nhưng các chiến sĩ của binh trạm đã nhanh chóng bơi thuyền sang bên kia sông để tránh mức độ phức tạp của sự việc xảy ra tình huống không ai mong đợi đến quá nhanh một lúc sau tôi mới được biết thủ phạm chính là do lâu nay cánh lính quá đói phải đi suốt cả một chặng đường dài hành quân mang vắc nặng nề gian nan vất vả và hiểm nguy nhưng lương thực cấp ít quá thực phẩm hầu như không có cái đói như một căn bệnh mãn tính kinh niên hành hạ chúng tôi triền miên chính vì vậy có mấy người bên đơn vị bạn thấy gạo trong kho quá nhiều nên tổ chức vào đấy lấy một ít mang về để giải quyết cái đói mà lâu nay buộc phải bấm bụng gắng gượng cam chịu những bao gạo căng đầy trồng chất chèn chặt lên nhau cao đến tận mái nhà nên khi có người vần được bao trên cùng nó vừa rơi xuống đất đã phát ra tiếng vang đánh dầm. Phát hiện có người lấy gạo, một chiến sĩ binh trạm cầm khẩu súng trường CKC bắn chỉ thiên nhằm để cảnh cáo, xua đuổi những người đang ở trong kho. Nhưng thật không may cho anh, một trong hai viên đạn đó đã xuyên qua nóc nhà, chúng và tim người đang đứng trên đống bao chất đầy gạo. Sự việc náo động, ồn ào kéo dài khoảng 30 phút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường khi mọi người đã hiểu, viên đạn vừa bắn ra vô tình chứ không phải là cố ý ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia ở phía trước, cách chúng tôi đang hành quân không xa. Hướng đường đi giờ đây trách hẳn về ngã Tây Nam, luồn sâu vào đất Lào, dọc theo nhánh đầu nguồn con sông Sê Công. Đây là đường dành riêng cho chiến trường B2, miền Đông Nam Bộ, còn ngã về hướng Đông Nam, dành cho chiến trường B3, Tây Nguyên. Trên tuyến đường B2, việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho bộ đội được ưu tiên rất nhiều nên những cơn đói liên tục lâu nay đã dày vò chúng tôi giờ đây mới được dịu đi một ít. Trạm giao liên 78 nằm trên đất Lào, thuộc tỉnh Atupơ. Ở đây, mỗi người được nhận 3 lạng đường và một hộp sữa nước vỏ đã dì xét. Không ai có thể biết tên sữa và nơi sản xuất vì tem nhãn vỏ mùn nát hoặc đen xỉn không để lại một mẫu chữ nào. Nhưng những điều đó đối với chúng tôi không cần quan tâm, được sữa ăn là quý lắm rồi. Bởi vậy, Vừa nhận nó đã có người lấy dao găm kệ nắp hộp rồi uống ngay rất ngon lành hà hê, trong phút chốc chỉ trơ lại trước vỏ rỗng. Còn tôi vừa cầm hộp sữa trên tay đã thấy thèm quá, chỉ muốn đục ra ăn ngay, nhưng đành kìm mình lại vì đường ruột khá nhạy cảm, buộc phải chờ đợi đổ nước vào xong luộc kỹ rồi mới mở ra thưởng thức. Chỉ một lúc sau đó, trong đơn vị tôi đã xuất hiện một số người túm quần, cầm sẻng chạy vội ra bờ suối. Con số này được tăng lên theo thời gian có lẽ gần đến một nửa cán bộ chiến sĩ bị bệnh tiêu chảy y tá đại đội vội vàng mở thuốc dự trữ để cấp phát cho anh em nhằm ngăn chặn kịp thời căn bệnh đang lan tỏa may mắn cho tôi và một số người đã thoát qua cơn hoạn nạn đúng là lợi bất cập hại thế mà trước đó ai cũng nghĩ có được sữa người sẽ khỏe già ai rẻ ăn xong lại thấy mình xuống sức khủng khiếp đường dài quốc bộ còn nằm phía trước không ai rút ngắn cho gánh nặng trên vai chẳng giảm được gam nào lệnh lên đường hành quân phải chấp hành nghiêm chỉnh, không cho phép một ai được nghỉ thêm thời gian lấy lại sức. Chúng tôi hiểu lỗi do mình gây ra, không thể trách cứ nhau được. Lệnh đã phát ra rồi, lại phải tiếp tục lên đường hành quân, thẳng tiến về phía trước. Cả đơn vị lại lên cano xuôi dòng sông Sê Công, tạm biệt đất Lào Triệu Voi, để đến trạm. 83 nằm trên đất Campuchia. Tiến đường đi giờ đây rất bằng phẳng, mặc dù còn phải xuyên qua rừng nhiều. Còn những dốc núi cao, Thấp đã lùi lại rất xa phía sau lưng chúng tôi. Rừng vùng đồng bằng Campuchia, cây cối thưa, hầu như không có cây cổ thụ lâu đời như rừng Đại Ngàn Trường Sơn. Ở đây chủ yếu là những rừng khộp và le, thuận lợi cho chúng tôi hành quân quốc bộ. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, thời điểm xuất phát lên đường của đơn vị được chuyển về chiều tối để tránh sự rình mò, lùng sục của những chiếc máy bay trinh sát L19 và OV10 trên bầu trời. Về mùa khô, hành quân ban đêm khí trời mát mẻ, dễ chịu chỉ có một nhược điểm là rất buồn ngủ. Hai mí mắt sưng mọng luôn nặng trĩu, không thể điều khiển mở ra được. Tôi đã nhiều lần cố gắng lấy tay tát vào má mình, thế mà có lúc phải đầu hàng nó. Bởi vậy, dù trên vai rất nặng, tôi vẫn có thể vừa đi vừa ngủ. Chỉ giật mình tỉnh dậy khi chúi đầu vào khóm cây bên đường, rồi lại mở mắt định hướng lối đi, một lúc sau lại vừa bước đi vừa ngủ tiếp. Điệp khúc như vậy tiếp tục kéo dài cho đến sáng, khi đã đến trạm giao liên mới thật sự tỉnh hẳn cũng có lần được nghỉ 10 phút giữa chặng đường hành quân, ai nấy đều để nguyên ba lô súng đạn trên vai ngồi xuống tựa lưng tranh thủ ngủ. Cứ thế, chúng tôi ngủ say sưa ngon lành, bỗng giật thức tỉnh dậy khi có ai đó vỗ mạnh vào người gọi dậy. Đó là trung đội trưởng Trần Kim Trọng, anh đã cùng đơn vị hành quân đi rất xa nơi này rồi, nhưng khi kiểm tra quân số, thấy thiếu hẳn một tiểu đội, nên phải vất vả quay trở lại để tìm. Tôi hiểu anh rất mệt nhưng vẫn không nỡ mắng mỏ chúng tôi, mà chỉ nói: "Anh em đã đi rất xa rồi, cậu nào đầu tiêu nghỉ lại ở đây mà không đi cùng đoàn vậy chúng tôi nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm đó là do cậu lượng ở phía trước ngồi nghỉ sau gốc cây cụt cháy đen bị mảnh bom đạn phạt đứt thân trong đêm tối khi đang còn ngủ mơ màng nên cứ nghĩ đó là một chiến sĩ thỉnh thoảng cậu ta giật mình mở mắt trông vào vẫn thấy ngồi yên không động tĩnh gì lại tiếp tục gục xuống đêm đó chúng tôi được một giấc ngủ thật ngon lành phải gần đến một tiếng đồng hồ giữa chặng đường dài hành quân những đêm về mùa khô, bầu trời không một gợn mây, trăng sao thấy rõ mồn một. Nhìn về phương Bắc, nơi có chùm sao bắt đầu đại hùng tinh, tôi lại nao nao nhớ về bố mẹ và quê hương gia giết. Ở nơi xa ấy, chắc giờ này mọi người đang trong giấc ngủ say, nhưng vẫn còn nhiều người thao thức không ngủ được, trong đó có cha mẹ tôi. Những người ở quê nhà, với cả một thời gian dài lo lắng, chăn trở không khi nào được yên, luôn ngóng trông những đứa con của mình, mong cho chúng chân cứng, đã mềm, bình an, sớm được trở về. Ngày 16 tháng 2 năm 1972, đồ khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi lên cano xuôi dòng sông Sê Công về thị trấn Stung nơi ngã ba con sông này và Mê Công gặp nhau. Lại thêm một năm nữa tôi đón Tết xa nhà. Ở nơi quê, chắc vào giờ này cha mẹ cũng như mọi người thân đang chuẩn bị chờ đón giao thừa đến. Cái Tết năm nay, thế là vắng hẳn những đứa con đứt ruột đẻ ra, không hề có tin tức, còn được trở về nữa không tất cả nỗi đau chia ly nhớ thương, thao thức này đều do chiến tranh gây ra. Chúng tôi tuy biết giao thừa sắp đến, nhưng giờ đây, đôi tai của mình còn phải căng lên để nghe tiếng vè vè của những chiếc máy bay trinh sát, L-19, OV-10, tiếng rầm rầm, gì gì của máy bay C-130 ở trên bầu trời, đang lùng sục săn tìm từng bước tiến quân của bộ đội ta. Một chiếc C-130 từ đâu bất ngờ lao đến dọc dòng sông, nơi mà cả đoàn cano vận tải chở đầy lính trên đó đang nối đuôi nhau xình xịch chạy xuôi dòng. Rất nhanh chóng, các chiến sĩ giao liên binh trạm đã bình tĩnh điều khiển nó đổi hướng tấp vào hai bên bờ. Tàu vừa cập bến, tất cả mọi người ai nấy đều vội vàng nhảy xuống đất tìm nơi trú ẩn. Còn lại những chiếc cano cũng kịp thời chui sâu vào những dạng le ken dày đặc ở trên bờ đổ xuống dòng sông. Tiếng bụp, bụp phát ra trên đầu chúng tôi. Cả một khúc sông dài bật sáng rực bởi từng chùm pháo sáng do máy bay bắn bung ra, treo lơ lửng trên bầu trời phía dưới mặt đất, tất cả đều nằm yên không nhúc nhích, nhất cử, nhất động. Lúc này chỉ cần có một sơ suất nhỏ của ai đó thôi, cả đoàn quân sẽ phải hứng chịu một trận bom không mời mà đến. Dứt một đợt pháo sáng, không phát hiện được dưới mặt đất và trên mặt sông có những điều khác thường. Chiếc máy bay C-130 bỏ đi. Không gian và mặt đất bất ngờ tối sầm lại, trả về cái tối cho đêm 30 cuối năm. Chúng tôi lại lên cano tiếp tục hành trình còn lại. Cách hai bên mạn tàu độ khoảng hơn chục mét, Giờ đây đã xuất hiện những chiếc thuyền đuôi tôm nổ máy phành phạch chạy xuôi ngược giữa dòng sông. Phía trên bờ thấp thoáng có ánh đèn dầu le lói của nhà dân. Gần hai bên mép bờ xuất hiện những chiếc nhà nổi trên mặt nước. Người chiến sĩ lái cano chở chúng tôi nói rằng, đấy là nhà lồng nuôi cá, chủ yếu là dân Việt kiều của ta. Phía trên để ở, phía dưới dòng sông có lồng thả cá vào trong đó để nuôi. Xa xa ở phía trước là một vùng sáng ánh đèn điện những chiếc đèn neon màu trắng sữa hắt bóng xuống mặt sông sáng lung linh. Nơi đấy là thị trấn Sê Tung Trang. Đoàn cano vượt qua thị trấn trả chúng tôi lên bờ, cũng vừa đúng thời điểm giao thừa đến. Gió mặt sông thổi vào xua đẩy những làn xương khuya phả vào mặt và cổ lành lạnh. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái và dễ chịu, vội vươn mình, hít đến căng lồng ngực nguồn không khí thật trong lành của phút giây đầu năm mới. Vừa nhảy xuống bờ, chân tôi đã chạm vào lớp cát xốp dày. Bước đi nghe rào rào mát rượi thị trấn Xê Tung Trang này, đầu năm mới mà được cánh lính trai trẻ chúng tôi, tuổi đời chỉ trên dưới 20. Đa số còn rất trong trắng từ nơi xa đến sông đất thật may mắn làm sao. Chúc cho người dân thị trấn, nhất là những gia đình Việt Kiều có một năm bình yên, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Trời vừa hửng sáng, phía xa xa sương mờ mờ đã thấy thấp thoáng người qua lại, không gian phía thị trấn dần dần náo động hẳn lên. Cả đơn vị hành quân vượt qua con đường nhựa đi sâu vào rừng le, cành lá um tùm, phủ kín sắt đầu. Mọi người nghỉ lại nơi đây, chờ trời tối lại lên cano xuôi dòng mê công về khu vực thị trấn Kazachia Sáng ngày 2 Tết âm lịch, chúng tôi đổ quân lên bờ, thuộc khu vực Xuân chụp có con lộ 7 bắt nguồn bờ sông Mê Công, xuyên qua rừng cao su Bạt Ngàn, Mênh Mông, nối về con lộ 22 ở tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Tán cây xanh của những cây cao su to lớn che kín trên đầu, ngăn cản sự rình mò lùng sục liên tục của những máy bay trinh sát lượn trên trời. Giờ đây chúng tôi được hành quân vào ban ngày. Trước lúc cả đơn vị lên đường hành quân, lượng vẫn lên cơn sốt rét, không thể đi theo cùng đoàn được. Tôi được anh Trọng phân công ở lại chăm sóc cậu ta. Chờ đến chiều cùng hành quân với hai cán bộ sư đoàn 5, các anh rất quen thuộc tuyến đường mà đơn vị tôi sẽ đi qua. Trong rừng cao su bên cạnh thị trấn Đầm Be, có rất nhiều xe tăng M41, M113, xe vận tải quân sự do Mỹ sản xuất nằm trọng chờ, la liệt giải rác khắp nơi. Đây là dấu tích còn lại của những chiến công quân giải phóng với quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970 trong trận chiến đấu mang tên trận Cản Đông Dương. Nhằm đẩy các cơ quan của chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ra khỏi vùng biên giới và tuyến vành đai chiến lược của ta trên đất Campuchia. Trời về đêm, bốn người chúng tôi tạt vào giữa rừng cao su đề nghỉ. Tôi vừa đặt ba lô xuống, đã thấy từng đàn mũi dày đặc ở đâu bay đến tấn công muối nhiều đến mức chỉ cần lấy tay gạt qua là vơ được cả nắm. Võng nằm không thể mắc được vì khoảng cách giữa hai cây cao su quá xa. Muối đốt quá nhiều, tôi nhớ ngay lọ dầu chống muối của Trung Quốc mang theo vội vàng đem ra sử dụng. Khi vừa xoa nhẹ một lớp dầu mỏng trên người, tuyệt nhiên không có một con muối nào làng vàng tới nữa, lọ dầu quá hiệu nghiệm. Đêm đó, cả bốn người được một giấc ngủ ngon lành trên lớp lá cao su khô, dày phủ kín mặt đất. Trời vừa sáng, chúng tôi tiếp tục chặng đường hành quân quốc bộ tiếp theo. Xa xa, phía trước mặt, tôi nhìn thấy thấp thoáng có mái nhà tôn. Hai anh đi cùng nói rằng, đấy là làng 12 Việt Kiều cơ sở vững chắc của cách mạng. Những người dân miền Bắc sống ở đây từ năm 1945 và 1954, họ làm nghề khai thác cao su. Mọi người hăm hở tiến vào làng xin cơm. Ra đón chúng tôi là một ông già ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, da ngăm đen với cả một cuộc đời phiêu bạt kiếm sống giữa rừng đất đỏ cao su bạt ngàn trên đất khách quê người xem ra các gia đình ở đây cũng chẳng sung túc gì nếu như không nói là còn nghèo ông vui vẻ rất hào hứng mời chúng tôi vào nhà cũng chỉ một lúc sau đó mọi người trong làng tập trung rất đông đến ngôi nhà nhỏ bé này để thăm hỏi và trò chuyện với những người lính vừa từ miền bắc hậu phương vào họ muốn biết về cuộc sống của người thân nơi quê nhà xa xôi mà chưa một lần được trở về thăm Trước sự tập trung đông đủ của những người dân trong làng, ông già đã giải thích: "Các con biết không, nếu như những ngày thường các cháu gái 19, đôi mươi ở đây rất khó gặp, vì còn phải đi vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta, nhưng hôm nay mới là ngày mùng 3 Tết nên mới được nghỉ ở nhà, số các con vậy là hên rồi đó." "Thế thanh niên trai trẻ đâu hết rồi hả ba?" Tôi hỏi ông. "Tuổi nó cũng đi giải phóng như các con đó." Ông trả lời. Mọi người hỏi thăm về quê quán chúng tôi và đời sống sinh hoạt của người dân miền Bắc. Còn những cư dân ở làng chủ yếu là người Thái Bình, Hải Dương, Hà Tây. Các cô gái trẻ đứng vòng quanh, tiếu tít tranh nhau kể về những công việc của mình. Anh Tư biết không, tôi là con thứ ba trong nhà, tụi em vận chuyển gạo bằng chiếc xe đạp còn dựng ở đó. Một cô lên tiếng. Tôi nhìn ra thì thấy một chiếc xe đạp trần trụi, không phanh, không có chắn bùn dựng bên hè nhà đối diện những chiếc xe đạp như vậy mới chịu được đường đất đỏ ba gian lầy lội, trơn tuột trong mùa mưa. Tụi em chở cả bao gạo đầy một tả, vượt băng qua những con dốc mà các anh vừa đi qua đó. Trên con lộ 7 có đoạn đường đi tuy không dựng đứng như những con dốc ở giải Trường Sơn, nhưng nó thoai thoải quá dài. Nếu không có sức khỏe đều uổng chân đạp mạnh, liên tục mà chỉ dừng một tí thôi, thì cả người và gạo, xe đều trôi ngược xuống dốc. Tôi thật sự sửng sốt và bái phục những cô gái còn trẻ và nhỏ bé này. Đến chiều, chúng tôi đi qua làng Năm cũng như làng 12 là những nơi người Việt mình sinh sống, cạo mù cao su trên đất Campuchia nằm bên lộ 7. Gần tối thì đuổi kịp anh em trong đơn vị. Ngày 19 tháng 2 năm 1972, tức ngày 4 Tết Tâm Lịch, cả đơn vị tôi tiếp tục hành quân dọc theo con lộ 7. Đến quá trưa, chúng tôi sẽ về hướng Nam theo con đường đất đỏ của rừng già, đi về hướng thị trấn Đôn Tây Campuchia dọc hai bên đường là những xác xe tăng địch bị bộ đội ta bắn cháy trong trận càn năm 1970 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nằm giải rác. Khi chúng định hòng đánh úp, tiêu diệt các cơ quan chỉ huy đầu não của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Nơi đây được gọi là cứ chính phủ, nằm giữa rừng già dưới những tán cây cổ thụ. Thấp thoáng hai bên con đường nhỏ chúng tôi đang đi là những chiếc lán nhỏ tre, nứa xinh xinh. Mái của nó lợp bằng những ớp lá trung quân rất đẹp, trung quân thuộc họ dây leo lá nhỏ như lá Likima nhưng rất dài, bền, đốt cháy không khói, nằm bên cạnh những chiếc hầm được xây dựng rất kiên cố. Khoảng 7 giờ tối, cả đơn vị tập kết nghỉ ở cạnh bìa rừng giả thị trấn Đôn Tây, Campuchia. Theo kế hoạch, đây là trạm cuối cùng của những đoàn giao quân từ miền Bắc vào. Chưa kịp hạ ba lô xuống để triển khai mắc võng, chúng tôi nhận được lệnh phải khẩn cấp hành quân di chuyển sang địa điểm mới, đề phòng máy bay B-52 của địch có khả năng ném bom tại đây, ngay trong đêm nay rất nhanh chóng. Tất cả mọi người khoác vội ba lô súng đạn lao ra mặt đường đất cát nằm ngoài rừng. Đi dọc theo con lộ theo hướng nam khoảng 500 mét gặp một chiếc cầu sắt. Đây được chọn làm vị trí điểm mốc để đơn vị dừng lại kiểm tra quân số, thu quân. Sau đó mới tiếp tục hành quân di chuyển sang khu rừng khác trú quân. Khoảng 11 giờ đêm, khi đang còn trong giấc ngủ say, chợt có tiếng ai hô, có máy bay B-52 giải bom. Chúng tôi bất ngờ bừng tỉnh, vội lăn mình từ trên võng rơi xuống đất bầu trời đang yên lành, bỗng nhiên zin zít, âm thanh nghe rất rùng rợn ma quái, như cơn bão lớn đổ về. Tiếp theo đó là từng đợt ánh chớp lóe sáng lên giật liên hồi. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, kéo dài phải hơn 10 phút rồi tạm nghỉ. Một lúc sau, chúng tôi mới chấn tĩnh lại và xác định được vị trí máy bay B-52 vừa giải bom xuống khu rừng bên cạnh, mà trước đó đã định dừng chân để nghỉ qua đêm. Cả đơn vị tôi ai nấy đều hú vía về sự may mắn sống sót của mình. Ở cánh rừng bên này, chúng tôi vẫn nằm yên tại chỗ. Phải chờ bọn địch ném bom đợt 3 kết thúc. Lúc ấy mới an toàn được. Thông thường máy bay B-52 giải thảm vào một vị trí 3 lần. Mỗi lần cách nhau 10 đến 15 phút. Gần sáng, tôi được biết, đêm hôm qua tiểu đoàn 7 có hai đại đội do không nhận được lệnh rút ra ngoài kịp thời nên phải hứng chịu 3 đợt bom. Số người bị thương vong rất nhiều. Có hầm 7 người ở dưới đó đều hy sinh cả. Đây là tổn thất đầu tiên rất lớn của trung đoàn 271 khi vừa đặt chân đến mảnh đất chiến trường B2 ác liệt này. Kênh ký ức chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.